Xin chào cả nhà, chúng ta đã sẵn sàng chưa ạ? Xin mời cả nhà Mời chúng ta có thể mở camera để cùng tương tác không ạ? Xin chào bạn Lan, mấy ngày gần đây thì cũng có nhiều phần chia sẻ với các bạn. Thì các bạn cũng có nhiều câu hỏi sau buổi thiền chẳng hạn. Vâng. Mình thấy các vấn đề của các bạn thì hầu hết vấn đề nào cũng liên quan đến quan sát. Ví dụ như là bạn Dũng, hôm nay bạn Dũng có tham gia không? Bạn hỏi trong khi em chơi thì làm thế nào em, tức là em thấy em bắt đầu bớt gọi là tham, không bị cuốn vào cái vòng xoay của cái sự lên xuống đó, không có thể giữ được kỷ luật tốt hơn, vân vân. Ok, thế vậy thì em quan sát thấy điều gì? Và có rất là nhiều điều thú vị, hay là như có những ví dụ như là chồng em thế này, chồng em thế kia chẳng hạn. Cũng là những câu chuyện rất là vui. Hôm nay chúng ta có câu hỏi nào không ạ? Xin mời mọi người, chúng ta có thể mở Hôm camera. nay có chị Dung, có chị Dung ở trong phòng rồi, chị Dung bật mic, bật cam đi. Chị mở mic chị ơi. Ok, xin chào cả Chào nhà. chị. Vâng ạ. Trước đây mấy phút mình đã phải kiểu đang rất là bế tắc để giải quyết cái công việc này nên là nhắn tin riêng cho Lan, nhưng Lan bảo thôi vào phòng để em tư vấn luôn. Thì rất là cảm ơn cả nhà có cái chỗ kiểu để mà chị em tâm sự về những cái kiểu khúc mắc trong cái nội tâm của mình ấy. Mình rất là mừng. Thì mình cũng xin chia sẻ như này, mình ông xã mình ấy thì có hai đứa cháu nó ở ở ở cùng ở nhà. Thì đến khi mà thực ra cuộc sống bình thường là đã bạn chồng bạn đã không 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 muốn rồi, nghĩa là bắt đầu thì kiểu đồng ý theo cách miễn cưỡng, sau đó khi cuộc sống sống cùng với nhau được 2 tháng thì thấy là có rất nhiều những cái mà vấn đề xảy ra, và ông xã đã có những cái cài đặt là kiểu không muốn cho các bạn ở đấy nữa rồi. Thì cái việc đỉnh điểm hôm nay là hôm qua bạn đi hai bạn đi về quê và mang lên 2 cái bánh đa thì để ở cái bàn ăn ấy. Thì đến lúc mà sáng hôm sau thì bạn chồng bạn xuống thì bạn ấy thấy là 2 cái bánh đa bị đập vỡ tan ra rồi, mà bạn ấy gọi đứa cháu đấy là cháu ruột thì là chồng, thì bảo là vợ vợ mày đã đập làm ăn cái trò mèo như thế, đập tan cái bánh đa của tao ra, thì bây giờ vợ chồng mày đi ra ngoài ở, nghĩa gần như là kiểu đuổi luôn. Và đứa cháu dâu thì mới gọi điện cho mình bảo là cháu không hiểu sao bác lại nói như thế, lại làm như thế, và mình tin là đứa cháu dâu không làm như thế. Mà ông xã mình có cái cách cái góc nhìn ấy là nhìn cái sự việc, mọi sự việc nó cứ quá lên như thế. Thì mình xin tư vấn Lan, bởi vì khi nghe câu việc đó thì mình cũng nói an ủi đứa cháu dâu bảo là bác tin cháu. Thế nhưng mà bây giờ thực sự là bác cũng nghĩa là cháu bây giờ ngay bây giờ cháu cũng chưa cần nói gì, và đến chiều tối thì cháu hãy nhắn tin giải thích cho bác là cháu không làm việc đấy, chỉ cần thế thôi. Thế nhưng mà mình nói thế thôi với cháu thế thôi, nhưng mà trong mình cũng không chưa biết là biết cách giải quyết như nào. Ông Lan giúp đỡ. Vâng, những cái tình huống này nó thường xuyên xảy ra lắm. Thực ra cái ngay khi cái sự việc xảy ra thì chị đã có những cái mặc định riêng của chị rồi, rằng là đấy chồng chị sai, các cháu chị không có vấn đề gì và nó rất là đáng thương, và chị bây giờ là người ở giữa, chị phải có trách nhiệm với cả hai bên. Đấy, Đúng cái không? ba cái sự mặc định này chị sẽ khi chị quan sát lại cái cuộc sống gia đình chị thì chị sẽ thấy cái điều này luôn luôn lặp đi lặp lại. Tức là khi có một tình huống xảy ra thì luôn luôn anh ý là người sai, bên kia là nạn nhân, còn chị là người ở giữa. Đại khái vậy, chị mặc định các cái vai trò trong gia đình là như thế. Cho Đúng nên không? là nó ngày càng bế tắc, bởi vì cái anh mà gọi là thủ phạm bên kia, anh ý bị dồn đến một cái trạng thái rằng là anh lúc nào cũng cảm thấy rằng tất cả mọi người quay lưng lại với anh ý. Tôi lúc nào cũng là người sai, tôi lúc nào cũng phải thay đổi, tôi lúc nào cũng gây ra những cái điều không tốt rồi tất cả mọi thứ và đáng bị lên án này nọ đấy.
Thế thì cái sự mặc định đấy nó quá lâu đến mức mà tạo thành một cái sự phản kháng kinh khủng trong anh ý. Bởi vì cái sự việc này nó rất là bé, nhưng mà như chị cũng đã nhận biết được rằng là anh ý đã có những cái sự khó chịu từ rất là lâu rồi. Anh ý, nếu như mà chị nhìn sâu xa hơn thì chị lại vẫn là một cái định kiến của chị về anh ý, tức là có thể anh ý sống không chan hòa, rồi anh ý không biết giúp đỡ người khác, anh ý không biết thương người khác, rồi là đấy, tức là tóm lại là chị đã có rất nhiều những cái định kiến về anh ý. Và cái việc này thì nó xảy ra nó cũng như là một cái giọt nước thêm vào cái ly nước thôi. Thế thì bây giờ mình sẽ phải nhìn lại tình huống từ đầu. Chị cái việc đầu tiên vẫn là phải hiểu chính xác về cái tình huống này. Như là em vừa nói đấy, chị đã luôn luôn mặc định rằng chồng mình từ xưa đến nay là một người không biết cư xử, không biết yêu thương, rồi hay có những cái cực đoan các thứ. Vậy thực sự chị có hiểu được về anh ý không? Tại sao anh ý lại luôn luôn như vậy? Tức là với để hiểu một người này, mình hãy hiểu về cái quá khứ của họ. Anh ý sống trong một gia đình, anh ý có cái truyền thống rằng là mọi người hay thích chỉ đạo nhau hay không? Mọi người có sống vì nhau hay không? Hay là mọi người cũng kiểu ai làm việc của người đấy? Rồi là mọi người có chan hòa không, có chia sẻ với nhau hay không? Đấy. Để hiểu một người, đầu tiên mình phải hiểu được cái hoàn cảnh của người ta đã. Thế thì nếu như anh ý ở trong tất cả những cái hoàn cảnh như vậy, thì cái việc mà anh ý tiếp tục cái dòng chảy đấy, nó là một việc hết sức bình thường. Có thể là anh ý sẽ khác với mình nhá. Mình có thể sống trong một gia đình mà bố mẹ rất là thân thiện, rất là hòa nhã, rất là kiểu chăm lo cho con cái. Thế cho nên là mình tiếp tục ảnh hưởng đấy. Nhưng mà anh ý đã sống trong một cái dòng chảy khác, và anh ý không thể nào ngay lập tức thay đổi được cái dòng chảy ý, bởi vì nó là cái nhân quả mà. Khi người ta sinh ra trong một cái môi trường nào đấy, nếu như người ta không thực sự có một cái sự tu tập, người ta không có cái sự bản thân người ta không vượt lên, thì người ta vẫn tiếp tục cái dòng chảy mà khi sinh ra người ta đã như vậy rồi. Thế thì đầu tiên chị hiểu anh ý rằng anh ý thực ra anh ý là nạn nhân đấy. Đấy, nếu như anh ấy sống trong một môi trường như vậy từ nhỏ thì anh ấy thực sự là nạn nhân. Trước khi anh ấy là thủ phạm thì anh ấy đã là nạn nhân rồi. Nhưng mà mình chưa hề bao giờ thương anh ấy cả. Đấy, từ lúc gặp anh ấy là mình luôn phán xét rằng ấy, anh là thủ phạm, anh là người gây ra rắc rối. Nhưng mình chưa bao giờ đồng cảm với cái sự rằng anh ấy đã chịu những cái đấy từ ngay từ những cái lúc mà nó rất là nhỏ. Và anh ấy cũng phải, mặc dù có thể trong anh ấy không muốn làm thế đâu. Anh ấy hoàn toàn biết rằng điều đấy không có gì tốt đẹp cả. Những cái anh ấy được nhận và những cái anh ấy đang làm hoàn toàn không tốt. Nhưng mà bởi vì họ ở trong cái dòng chảy đấy rồi, họ đã ở sẵn trong đấy, họ không thể cưỡng lại nó được. Vậy thì cái việc đầu tiên chị cần phải nhìn nhận lại toàn bộ. Đây chính là cái việc để hiểu và thương anh ấy đấy. Đầu tiên phải hiểu anh ấy đã. Đấy, thế chị sẽ xem xét lại toàn bộ là thực sự là những cái gì mà anh ấy đã bị tiếp nhận và anh ấy thực sự là nạn nhân. Anh ấy hoàn toàn nhận biết được rằng là nó không tốt, thực sự đấy. Nhưng mà anh ấy không thể nào mà cưỡng lại nó được. Đấy, thì chị hãy xem như thế để mà có một cái nhìn khác về anh ấy. Đầu tiên là như vậy nhé. Cái thứ hai là mình bắt đầu đi dần vào bản chất của anh ấy này. Thực ra anh ấy không phải là người xấu. Nếu mà anh ấy là người xấu và chị không chịu đựng được anh ấy thì chị đã không bao giờ chịu đến bây giờ rồi. Bởi vì chị có đầy đủ các cái điều kiện để mà không việc gì phải phụ thuộc vào anh ấy cả. Em nghĩ là như vậy. Nhưng mà anh ấy hoàn toàn không xấu. Chỉ có điều rằng là theo chị thì nếu như anh ấy thay đổi những cái này, những cái kia thì anh ấy sẽ tốt hơn. Thế nhưng mà cái vấn đề là anh ấy không muốn cái điều đấy, không muốn phải trở thành người khác. Theo ý chị, không thể trở thành một người theo ý chị được. Và đó là cái sự thất vọng của chị. Khi mà người ta không làm theo ý mình, chứ không có nghĩa rằng anh ý là người xấu đâu. Đấy. Chị phải hiểu rằng cái này là chị đang áp đặt lên anh ý cái ý muốn của mình. Vì vậy mà giữa hai người luôn luôn xung đột. Chứ còn nếu như nhìn nhận anh ý rằng là anh ý hoàn toàn có độc lập về tư duy mà. Anh ý cũng đi làm mà, anh ý cũng tất cả mọi thứ. Thậm chí có những việc anh ý còn làm tốt là khác. Chỉ có điều rằng là còn những cái điểm mà mình cứ muốn anh ý phải thay đổi. Đấy. Và cái câu chuyện nó cũng bị bế tắc ở cái chỗ này. Đấy là cái xu hướng tiêu cực.
Tức là mọi người bị sai ở cái chỗ rằng mọi người cho rằng để làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn thì chúng ta phải tập trung vào để giải quyết những vấn đề tiêu cực. Nhưng mà chúng ta bị mắc bẫy ở trong cái chỗ này ạ. Khi mà chúng ta càng tập trung vào những vấn đề tiêu cực, cái năng lượng của chúng ta dồn vào đấy càng nhiều, chúng ta càng quan tâm đến nó, chúng ta càng xử lý nó, thì nó càng bị mắc ở đấy. Cái này nó là cái mắc bẫy, mình tự mắc bẫy mình. Nó tạo rồi, cuối mình cùng nhận thấy điều này. Cuối cùng là mình bị đồng hóa với cái sự tiêu cực đấy. Mình bị đồng hóa nhá, chứ không phải người ta bị đồng hóa đâu. Mình bị đồng hóa đến cái mức độ mà mình nhìn cái gì mình cũng thấy cái tiêu cực đấy. Chứ còn người ta thì vẫn thế, chứ đây là mình cơ, mình nhìn người ta ở luôn luôn nhìn ở trong cái sự tiêu cực. Thì đó chính là vấn đề của mình. Đấy. Vấn đề của mình là mình đã tập trung quá sâu vào mặt tiêu cực và mình bị mắc kẹt ở trong đấy. Đấy. Khi mà chị nhìn thấy này chị sẽ biết này. Thế thì cái này nó là do cái định kiến sai của mình rằng là để giải quyết được tiêu cực ta phải tập trung vào nó. Nhưng không phải đâu, không phải hoàn toàn luôn. Chị cứ ngẫm lại mà xem chị sẽ thấy như thế. Vậy thì để giải quyết được cái vấn đề rằng chị luôn luôn nhìn nhận anh ấy tiêu cực thì ngược lại, chị phải cố gắng tập trung vào cái mặt tích cực trong mọi tình huống, hãy tập trung vào cái mặt tích cực của anh ấy để cho dần dần cái năng lượng từ cái phần tiêu cực đấy nó chảy dần sang cái chỗ tích cực. Tức là cứ cái gì mình tập trung vào nó thì cái năng lượng nó sẽ tập trung vào đấy. Đấy. Vậy nếu như mình muốn nó tích cực, mình muốn cái câu chuyện của mình nó chuyển hóa thì mình phải tập trung vào mặt tích cực. Chính vì vậy mà cứ có những cái khóa học rằng là chúng ta phải yêu thương, chúng ta phải biết ơn, chúng ta phải nói chung là phải nâng cao rung động. Thực chất chính là để nó tạo thành một cái xu hướng là chuyển dịch năng lượng từ phần tiêu cực sang phần tích cực. Đấy. Em nói như thế thì chắc chị sẽ hiểu thôi. Cái thứ ba nữa là thực sự thì mình hãy suy ngẫm lại chính bản thân mình. Tức là cũng có những lúc mà mình cảm thấy khó chịu với xung quanh kinh khủng. Đấy, như chồng em cũng vậy. Chồng em có những cái khoảng thời gian mà bạn ý khó chịu đến mức độ mà em chỉ đặt cái bát mạnh thôi, đặt cái bát lên bàn mạnh, em cũng không cố ý, tại vì cái bàn thì là bàn kính mà. Thế mà bạn ấy cũng bảo trời ơi sao mà ẩm ý thế, không thể chịu đựng nổi. Xong rồi bạn ấy còn khó chịu đến mức bạn ấy bảo là thật sự là muốn lên Himalaya ở luôn, chứ còn chung sống với mấy mẹ con không thể chịu được nổi. Đấy. Thế thì em cũng rất là, lúc đầu thì em cũng rất là bực bội, bởi vì những cái việc mà mình hoạt động nó sinh ra những cái tiếng ồn nó là thứ bình thường, tại sao lại khó chịu đến mức đấy? Đấy. Và em cũng kiểu rất phản đối và tớ tốt mà, tại sao lại cứ tập trung vào những cái điều mà tớ còn chưa ổn như vậy. Thế nhưng mà đến thực sự có một lần em mới hiểu được cái cảm giác khó chịu đấy nó như thế nào. Là hôm đấy em mệt lắm rồi, em không thiền được. Thế là trong đầu em nó cứ ong 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 đủ thứ tiếng động, em không thể chịu đựng nổi luôn. Em cố gắng ngồi thiền, lúc đấy là khoảng 5 giờ sáng, nhưng mà em không thiền được. Thế là em thấy chồng em ở ngoài rửa bát này, xong rồi đi đi lại lại dọn cái này dẹp cái kia, nó cứ lạch cà lạch cạnh. Thế là em điên lắm rồi, em cảm thấy kiểu bùng cháy luôn rồi. Em mới mở cửa đi ra, em chuẩn bị quát rồi. Em mới phát hiện ra là bình thường thì chồng mình đang làm tốt mà, chồng mình đang rửa bát này, chồng mình đang dọn dẹp này. Và 5 giờ sáng thì cũng đâu phải là nửa đêm gì đâu, tại sao mình lại khó chịu như vậy? Em mới phát hiện ra là cái sự khó chịu đấy là nó ở bên trong mình. Nó ở bên trong mình chứ nó không phải là do bên ngoài. Đấy. Vậy thì nếu như chị cũng biết cái cảm giác khó chịu đấy thì chị hãy thấu hiểu cho chồng mình rằng là bên trong anh ý nó khó chịu như vậy đấy. Bên trong anh ý nó lộn xộn, nó ẩm ý, nó ồn ào, nó không có lối thoát, kiểu như vậy. Và khi mà biết hiểu cái cảm giác nó bực bội như thế nào thì mình sẽ thấy thương anh ý. Thương anh ý chưa từng có một cái tu tập nào để mà tĩnh lặng mình, để mà bớt cái cảm giác khó chịu đấy. Đấy. Khi mà em phát hiện ra như vậy thì em thấy là những cái lúc mà chồng mình khó chịu, chồng mình cảm thấy không sống nổi với mẹ con nhà mình thì chắc là bạn ấy có cái cảm giác đấy. Thế là em thay đổi thái độ. Em không lên án nữa. Em không cố chứng minh là em tốt, chỉ có bạn ý là định kiến rồi, bạn ý là khó tính rồi, bạn ý là nhỏ nhen các thứ nữa. Mà em bảo với bạn ý rằng là bây giờ tớ sẽ tạo cho bạn một cái môi trường tốt nhất đến cái mức độ mà bạn sẽ nhận ra rằng là nếu bạn còn khó chịu thì là đấy là do bạn,
chứ không phải do tớ. Đấy. Thế là em sẽ tạo môi trường tốt nhất. Bạn ý thích rửa bát thì rửa bát, bạn ý thích xem tivi thì xem tivi, em không hề thái độ gì nữa. Em là đấy, tức là em thực sự em muốn để cho người khác nhận ra được cái vấn đề của họ thì mình phải tạo cho họ một cái môi trường gọi là hoàn toàn yên tĩnh bên bên ngoài như thế để họ nhìn thấy được cái bên trong của họ. Còn bây giờ họ vẫn đang định kiến rằng là cái bên ngoài ảnh hưởng đến họ. Đấy. Nếu như chị thực sự muốn giúp đỡ chồng chị thì chị phải thử cái điều đấy. Đấy. Thế là xong rồi, từ xưa đến nay thì em thường em là người sai chồng em hết việc nọ việc kia. Và lúc nào em cũng bực bội vì bạn ấy làm không đúng ý em. Thế cho đến khi em phát hiện ra cái điều đấy thì em thử ngược lại. Thế là bây giờ bạn ý sai gì em cũng rất vui vẻ làm và nó rất hay. Hôm trước em đang ngồi xem tivi thì bạn ý thấy em ngồi, bạn ý bảo là cất cái này hộ tớ đi, cất cái kia hộ tớ đi. Thế là em vui vẻ em đi ra em cất, em đang cất dở thì lại bị thiếu cái gì ấy, thế là em mới ra chỗ bồn rửa bát để em lấy thì bạn ấy bảo là thôi thế hay tranh thủ, thế em lại vui vẻ bỏ số em đi rửa bát, thế là tất cả cứ tung tóe ra. Sau đó bạn ấy mới phát hiện ra là bạn ấy đang sai em toàn những cái việc vô ích vớ vẩn. Em chuẩn bị rửa bát thì bạn lại bảo là thôi tớ quên mất bạn đang xem tivi mà, thôi bạn đi xem tivi đi. Tức là khi mà mình rất là hợp tác, mình rất là vui vẻ để cho họ được là chính họ, họ thích sai gì thì mình cũng thử làm xem, thì họ tự nhận ra cái, họ lại tự nhận ra cái vấn đề của họ đấy. Đây, khi mà mình cứ cố chứng minh là họ sai thì họ phản kháng lại, họ phản kháng lại bằng cách là cố gắng chứng minh là họ đúng. Đấy là cái đầu tiên nhé. Và cái thứ hai là họ phản kháng lại là họ không tiếp nhận bất cứ một cái thông tin gì từ mình nữa, họ đóng kín hoàn toàn với mình. Nhưng mà một khi mình không cố gắng chứng minh họ sai nữa, mình để cho họ thoải mái, họ bộc lộ những cái họ muốn và mình hợp tác thì họ lại tự nhận ra là họ không đúng. Đấy. Cái này không khó làm đâu, cứ thử chị sẽ biết. Chị khi mà chị thử chị sẽ thấy là rất là vi diệu, bởi vì thực sự em mới phát hiện ra rằng là ai cũng có thể thay đổi. Mình có thể thay đổi bất cứ người nào, nhưng bằng cách rằng mình thay đổi trước và mình cho đi trước. Cái sự hạnh phúc trong cái việc thay đổi của mình ý, nó mới tạo cho người ta cái động lực để người ta thay đổi. Còn nhá, còn cái việc mà mình dồn ép người ta, mình bắt người ta phải thay đổi trong cái sự đau khổ ấy, không có ai chấp nhận cái điều đấy cả. Đấy, người ta chỉ thích được hạnh phúc thôi mà. Cái gì hạnh phúc thì người ta mới vui vẻ người ta làm. Đấy. Vậy thì mình tạo ra cái sự hạnh phúc của cái thay đổi. Đấy. Đầu tiên là mình hãy tự thay đổi mình một cách rất là hạnh phúc như vậy đi. Đấy. Mình đồng ý nghe, mình đồng ý tôn trọng người ta. Đấy thì họ bị hấp dẫn bởi cái điều đấy. Họ thấy là thay đổi rất là hạnh phúc mà. Thay đổi đem lại niềm vui mà. Và cái niềm vui đấy thực sự là nó từ bên trong mình nó tỏa ra. Đấy. Nhá. Có rất nhiều cái mà mình bị nhầm lẫn khiến cho mà mình bị mắc kẹt. Tức là như này. Có ở trong nhóm ấy có một bạn, bạn ấy nói rằng là bạn ý là một người rất là ưa sạch sẽ, bạn ý sống bạn ý phải gọn gàng, thế nhưng mà chồng bạn ý thì bừa bãi vô cùng, anh ý cứ vứt cái nọ cái kia và không thể chịu được, bao nhiêu năm nay vẫn thế. Có những lúc mà bạn ý, tức là bạn trong cái ngưỡng giới hạn của bạn ý thì bạn ý dọn dẹp và bạn ấy không nói gì, thế nhưng mà đến lúc quá giới hạn thì bạn ấy cũng điên lên, bạn ý nói thì anh chồng anh ý lại phản ứng, anh ý lại khó chịu, anh ấy lại thái độ rồi cãi nhau. Thế thì em mới nói thật sự là như thế này, đó là cái cách làm của mình bị sai. Khi mà mình dọn dẹp ý, mình dọn dẹp trong cái thái độ rất là khó chịu, mình nghĩ rằng mình, chị cứ thử nghĩ mà xem, mình có cái cảm giác là mình không phải là người bày bừa ra, tại sao mình lại phải dọn, tại sao tôi lại phải làm việc này mà anh không phải làm, cho khi anh mới là người gây ra ấy. Thì cái sự dọn dẹp của mình nó rất khó chịu, kể cả mình nói hay không nói thì cái năng lượng đấy nó cũng tỏa ra đấy. Thế thì khi đó chồng mình nhìn thấy điều gì ạ? Chồng mình nhìn thấy rằng dọn dẹp là một việc vô cùng khó chịu. À, đấy đấy là cái người ta nhận cái tình huống như thế và người ta cảm thấy rằng là sạch sẽ làm gì để mà phải khó chịu như thế. Đấy. Thế nên tôi không cần cái khó chịu đấy, chứ không phải là tôi không cần cái sự sạch sẽ đấy nhá.
hai cái rất là khác nhau. Họ vẫn thích sạch sẽ nhưng họ không chấp nhận được cái sự sạch sẽ khó chịu đấy, kiểu vậy. Cho nên là khi mà mình càng bắt họ phải dọn dẹp thì cái sự khó chịu của họ càng tăng và họ càng phản kháng lại đấy, tại vì họ không muốn cái sự khó chịu của cái sự sạch sẽ mà mình nêu ra mà. Cho nên nếu để thay đổi trong cái tình huống này thì mình hãy dọn dẹp trong niềm vui đi. Nếu mà mình thực sự ưa thích sự sạch sẽ, mình thực sự muốn sống một cách gọn gàng, vậy thì mình hãy dọn dẹp trong niềm vui đấy. Và khi đấy thì họ nhìn thấy gì ạ? Họ nhìn thấy rằng là cuộc sống sạch sẽ, gọn gàng nó rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc. Mình tỏa ra cái điều đấy mà, thì tự họ sẽ thích cái việc dọn dẹp đấy. Tinh tế phết nhỉ. Vâng. Vén 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 từng lớp ra rất nhiều điều nhỉ. Đúng rồi ạ. Đấy. Đấy là về việc đối với chồng chị nhá, chị luôn luôn bị áp cái năng lượng tiêu cực lên anh ý, cho nên anh ý không thể nào mà tiếp nhận được tất cả những cái điều chị nói và tất cả những cái điều chị làm. Mặc dù về hiệu quả thì những việc chị làm là tốt, nhưng mà bởi vì đằng sau cái sự tốt đấy, cái động lực thực sự là những cái năng lượng nó quá thấp. Mình khó chịu rồi, mình bực bội, rồi mình ghét bỏ, rồi mình muốn người ta thay đổi này nọ. Cái động lực đằng sau những cái việc đấy nó quá là thấp, khiến người ta không tiếp nhận được. Người ta chỉ mong muốn được tiếp nhận những động lực như là kiểu sự thấu hiểu này, tình yêu này, niềm vui này, hạnh phúc này. Đấy. Bất kỳ việc gì mà chị làm bằng những cái rung động cao như vậy thì người khác đều tiếp nhận được. Chính vì vậy nên mới nói rằng là mình phải thay đổi trước và mình phải cho đi trước là vì thế. Chứ còn trong một cái sự việc thì trên một cái gọi là cái standard cơ bản thì ai cũng biết rằng là người này đang đúng, người này đang sai với cái tình huống như thế. Nhưng mà cái ẩn giấu rất sâu đằng sau ấy, mình sẽ thấy rằng là mình là đôi khi là cái tác nhân rất là khủng khiếp để khiến người ta có những cái phản ứng như vậy. Đấy. Thực sự là như thế, chị cứ thử quan sát lại mà xem. Đôi khi anh ấy đang bình thường, nhưng mà chỉ một câu nói của mình thôi bỗng dưng nó bùng nổ khủng khiếp. Đúng rồi. Và mình không biết tại sao. Đấy, tại sao lại như thế? Mà thực ra là người ta đã bị dồn nén bởi cái thái độ của mình, bởi cái sự dồn ép cái năng lượng của mình nó quá lâu rồi. Đó chỉ là cái sự phản kháng thôi. Khi vậy thì biết vậy thì mình phải bắt đầu gỡ từ phía mình. Đấy. Thì như đối với anh ấy thì em có gợi ý cho chị ba cái như thế để chị bắt đầu hiểu mình và hiểu anh ý. Đấy. Hiểu mình đang cho đi cái điều gì và tại sao mình lại phải nhận lại cái thái độ như vậy. Đây nhá, cái luật nhân quả nó cực kỳ là chuẩn xác, là mình cho đi cái gì mình sẽ nhận lại cái đấy. Thực ra mình cứ nghĩ là mình cho đi tình yêu, mình cho đi sự quan tâm và mình nhận lại là một cái thái độ phản kháng rất kinh khủng. Đấy. Nhưng mà không phải đâu ạ. Cái mình cho đi là sự áp đặt, cái mình cho đi là một sự giận dữ, cái mình cho đi là sự phán xét. Cho nên những cái mình nhận lại được nó là như vậy. Đấy. Thế thì để mình nhận được đúng những thứ mình muốn thì mình phải cho đi đúng những thứ người ta muốn. Chị sẽ từ từ chị sẽ ngấm và chị sẽ hiểu cái điều này. Bởi vì cái quả mà khi nó đã trổ ra rồi thì mình đều thấy, và khi mình đã thấy là nó không đúng với cái mong muốn của mình, không đúng với cái định hướng của mình, vậy thì chắc chắn cái nhân mình gieo đã không đúng. Thì đấy mới là việc mà mình bắt đầu từ phía mình thay đổi như thế nào. Đấy. Thế còn đối với cháu chị, thế thì em cũng không hiểu rõ hoàn cảnh của hai bạn ấy là như thế nào để mà sống với gia đình chị. Nhưng mà rõ ràng là khi mà sống với cháu thì chắc chắn nó có những cái sự vênh nhau về những cái thói quen, rồi vênh nhau về rất nhiều thứ. Đấy. Thế thì chồng chị đã có cái sự khó chịu sẵn rồi. Anh ấy đã cảm thấy rằng cái việc sống chung nó là một cái sự không phù hợp. Và em cũng nói thật là cái gì cũng thế, luôn luôn đúng người và đúng thời điểm. Vậy thì cũng có thể đến lúc mà cháu chị cần nhận ra rằng là họ cần phải tự lập hơn. Họ không thể sống phụ thuộc vào ai cả. Sống phụ thuộc vào ai đó là một cái sự ấm ức rất là lớn. Họ có thể chọn rằng thì mình được ở đây ổn định hơn một chút về mặt kinh tế, nhưng mình sẽ có những cái phải đánh đổi,
rằng là việc mình phải chịu đựng một ông bác vô lý như vậy đấy. Đấy. Hay là họ sẽ chọn một cái rằng là mình khổ hơn một chút, mình phải nỗ lực hơn một chút, nhưng mà mình được tự do. Đấy. Đến cái lúc mà cháu chị phải lựa chọn cái điều đấy, chị sẽ hiểu hơn em, tại vì chị sẽ hiểu rằng là tại sao hai bạn ý phải đến ở với gia đình chị, và cái bài học của hai bạn ý là cái gì. Bạn ý cần phải tự lập hơn không? Bạn ý cần phải tập trung vào những cái việc bạn ý cần làm hơn không? Hay là bạn ý cũng chấp nhận phụ thuộc vào người khác? Đó. Đấy là bài học của họ. Thực sự, trong cái hoàn cảnh của em cũng đã trải qua cái điều này rồi. Nó rất là sâu sắc. Tức là ngày xưa thì hai vợ chồng em ở nhà của bố mẹ chồng. Tức là bố mẹ chồng ở một nhà khác và cho chúng em ở một cái căn nhà khác. Thế là đến khi em sinh thằng con được 4 tháng. Thế là không hiểu ông bà mới có một cái cuộc cãi vã gì đó liên quan gì đấy đến nhà cửa. Thế là bà bảo rằng là mẹ muốn bán cái nhà này đi. Để bố không nói được gì mẹ nữa. Và thôi các con chuyển đi đi. Đấy, các con chuyển đi. Thế là thằng con em mới có 4 tháng. Hồi đấy cũng hoang mang chứ. Vì còn trẻ và các cái vấn đề kinh tế nó rất là nặng nề. Thế nhưng mà em khi đấy thì trong em có một cái sự khao khát rằng là em phải được độc lập, em phải được tự do thì em mới sống được. Còn nếu mà vẫn ở trong ngôi nhà của bố mẹ, dù không ở cùng đâu nhưng mà vẫn là của bố mẹ, lúc nào bà cũng đến và bà cũng nói là con phải thế nọ, con phải thế kia. Tất nhiên điều đó là bà muốn tốt thôi, nhưng mà nó là một cái sự mất tự do. Thế là nhân dịp đấy thì em cắp cả nhà em đi, đi khá là xa rồi là lang thang đủ các kiểu. Nhưng thực sự đến bây giờ thì em mới nhận thấy rằng cái việc đó nó là một cái sự thúc đẩy của bài học của em, rằng là em phải thực sự bứt phá ra khỏi gia đình, không phụ thuộc vào ai cả, bố mẹ mình hay bố mẹ chồng hay bất kỳ ai, mình cũng không thể phụ thuộc vào họ được. Và cái thành quả nó rất tốt, rất tốt. Đó là em tự lập, sau đó thì em tự mua được nhà và em ổn định cuộc sống. Đấy. Tức là trong một cái sự việc, nếu mình chỉ nhìn tại cái thời điểm đấy, mình thấy nó rất là tiêu cực. Nhưng nếu mình có thể nhìn được, logic được cả quá khứ và mình có thể hướng được cả tương lai, thì mình sẽ hiểu tại sao cái thời điểm đấy nó phải xảy ra cái sự việc đấy. Và mình hoàn toàn biết rằng là nó là tốt. Đấy. Trên một cái tổng thể thì nó là tốt. Vậy thì chị hãy suy nghĩ lại về câu chuyện của cháu chị, rằng là đã đến lúc các bạn ấy cần phải tự lập hay chưa? Các bạn ấy phải tự bươn trải, tự khẳng định hay chưa? Và cái cách giúp đỡ của mình đó là mình sẽ cho các bạn ý cái gì? Cho các bạn ý cái nhìn tổng thể hơn về cuộc sống. Cho các bạn ý một cái sự động viên. Và cũng thông cảm rằng là đấy, ông bác khó tính. Sự việc thì không phải như thế. Nhưng mà các cháu hãy nỗ lực lên, hãy cố gắng lên. Hãy vững vàng trong cái sự lựa chọn tự do. Chính là cái điều mà chị có thể làm được với cháu chị đấy. Chứ còn nếu bây giờ trong cái suy nghĩ, trong cái định kiến của chị là phải chứng minh được là anh ấy sai và phải để cho các cháu chị tiếp tục ở lại đấy, sống như thế. Vậy thì không ổn. Chắc chắn nó sẽ không xảy ra như thế. Và chắc chắn nếu như chị vẫn tiếp tục làm như vậy thì cái sự việc này nó sẽ lặp lại. Chắc chắn nó sẽ lặp lại. Và rồi lại câu chuyện như vậy. Thế nhưng mà khi mà mình thực sự hiểu được tận gốc cái vấn đề, rằng là mọi thứ nó là bài học của mỗi người tại cái thời điểm đấy, mình có một cái nhìn tổng thể thì mình sẽ vui vẻ với mọi thứ, mình chấp nhận được mọi thứ. Và thứ nhất là mình không tự phán xét mình nữa, mình không tự cho rằng là mình phải có trách nhiệm, và mình không hoàn thành được cái trách nhiệm đấy thì mình là người có lỗi nữa. Phải, cái việc giữa họ không phải là trách nhiệm của chị đấy. Và chị không làm được, như chị cũng chả phải người có lỗi. Cái sự việc đến lúc là nó xảy ra như thế, thế thôi. Và cái quan trọng nhất mình có thể làm cho người khác đó là mình thấu hiểu họ, mình cho họ cái tình yêu, cho họ cái sự chỉ dẫn và cho họ cái động lực để họ tự thay đổi họ. Đấy. Bằng cách là mình thay đổi mình trước và mình hạnh phúc với cái sự thay đổi đấy. Thì đấy là cái tốt nhất mình có thể cho rồi. Khó biết nhỉ. Thay đổi bản thân mình khó. Vâng. Đấy. Thực ra thì thay đổi bản thân mình là dễ nhất, thay đổi người khác mới khó. Nhưng mà mình thì thường nghĩ rằng là mình không có gì phải thay đổi và người khác mới phải thay đổi.
Cho nên là không có ai thay đổi cả, không ai có thể thay đổi được. Thực ra mình cũng chia sẻ là lần trước ấy, mình nói chuyện với Lan về cái vấn đề ông xã rồi, thế xong rồi trước ấy thì mình có những cái như kiểu là cái câu chuyện mà mình có hai cái luồng suy nghĩ khác nhau, xong rồi là mình cứ giả vờ mình ấy, thế xong mình cũng thực tập cái bài đấy lại lần nữa, thì hôm đấy bạn ấy rất là kiểu chia sẻ, thì bạn nói cái câu lúc nãy mình rất là ấy với Lan là cũng bảo là anh kiểu này anh phải lên núi ở một mình chứ anh nhìn thấy cái gì nó cũng khó chịu. Bây giờ anh không thể ở được, ý như kiểu là nhìn thấy cái gì khó chịu mà mình không nói không chịu được. Ông cũng có tâm sự hết những cái vấn đề như thế đó, như thế. Thế sau hôm đấy mình bảo ô thế là mình cũng kiểu thành công kiểu mình cũng tập lắng nghe, xong rồi kiểu tập không phán xét và kiểu theo dõi mình các thứ thì mình cũng tập như thế. Thế nhưng mà lại nó rất là kiểu đỉnh điểm lên là đứa con gái út của mình lại sống với ông xã ấy, cũng cứ nói chửi bới thế thì kiểu cũng bị ảnh hưởng giống như mẹ ấy, là cứ bị cài đặt như thế và kiểu khóc tức tưởi lên lại nói với mẹ. Ôi dồi ôi, cái máu kiểu ấy con ấy kiểu bảo vệ con nó Sóc nổi lên. con. Một phát là gọi về là cứ toang 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 nói, nghĩa là mình cũng đã nhịn được mấy tiếng rồi. Thế xong rồi đến lúc mà ông xã lại có một cái việc gì đấy gọi, thế là nhân cái cơ hội đấy là mình nói rất là nhiều và thấy mình nói đến nỗi mà mình cứ bấm những cái tin nhắn nói mình nói thôi, mình không gặp mặt trực tiếp này, ông cứ gọi là mình lại tắt đi. Đấy thì mình cũng đã kiểu kiểu ấy, nhưng mà sau khi mà xong ấy thì quan sát lại và xem những cái bài của Lan nói các thứ tư vấn các thứ thì bắt đầu mình mới thả lỏng ra và lúc mình bảo ô con đường hạnh phúc hay không là mình chọn, mà mình phải đi vào cái vòng tròn của hạnh phúc chứ, tại sao mình lại cứ lệch lạc cứ rơi ra ngoài kiểu cái phần không hạnh phúc đấy. Thế là sau đó là buổi sáng hôm sau là gọi điện làm lành lại, thì xong rồi cũng nói chuyện và mình nghĩa là gọi coi như là mọi chuyện bình thường ấy. Đấy thế nghĩa là thực ra cái vấn đề mình đang rất 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 là mình thấy mình cũng có rất nhiều vấn đề trong đấy khi mà Lan phân tích ấy, và mình cũng thấy là khi mình học cái quan sát ấy thì mình cũng thấy mình có những cái gọi là cái những cái suy nghĩ tiêu cực nó cứ đến ấy. Mình thấy bên trong mình cũng có những cái vấn đề tiêu cực đến, ví dụ như là một cuộc điện thoại đến chẳng hạn, mình lại nghĩ đến cái tiêu cực trước, ví dụ con lại nghĩ đến là những cái vụ tai nạn này, hay là nghĩ đến những cái gì đấy nó nghĩ đến tiêu cực trước, và như Lan nói phải tìm ra được những cái mà gọi là quân bình trong cái tâm trí à. Đấy, Đấy tìm thấy được thì mình cái thấy sự là cái xu hướng tích cực, tức là mình cố gắng neo giữ vào cái xu hướng tích cực. Đấy, cho nên có rất nhiều những cái lớp học biết ơn rồi là yêu thương các thứ ấy. Nhưng mà thực sự thì cái khi mà mình không hiểu chính xác về biết ơn về yêu thương thì nó chỉ là lý thuyết thôi. Nhưng mà khi mà mình đã cố gắng tìm được cái mặt tích cực ở trong cái vấn đề và mình neo được vào nó thì đấy mới là cái sự chuyển năng lượng nó tốt nhất và nó đơn giản nhất của mình. Thì đấy, chị đã biết cái xu hướng của chị rằng là chị cứ bị những cái tiêu cực nó lấn át. Vậy thì khi mà cái tiêu cực đến, chị hãy dừng lại một chút. Chị chỉ cần dừng cái quán tính lại một chút và bắt đầu nghĩ à, mình không nên tập trung vào mặt tiêu cực. Mình hãy thử xem ở đây có gì tích cực không, mình có thể nhìn nhận nó theo một cách khác được không. Chỉ cần chị tự nghĩ như thế là cái tư duy của chị sẽ chuyển, chị tự chuyển sang cái mặt tích cực của cái vấn đề đấy ngay. Cái này sẽ cần luyện tập một chút, nhưng mà chị đã bắt đầu nhận biết được rồi thì nó sẽ nhanh hơn. đúng không? Chị cũng nhận biết được và chị hôm đấy chị theo dõi nó xảy ra khoảng 3 lần. Thế xong chị cứ nhận biết được xong chị lại suy nghĩ lại đẩy sang một cái ấy khác ấy. Thì mình lại thấy là từ hôm đấy đến giờ cũng chưa thấy trở về. Thế mới cả có những cái mà ví dụ như là có những cái là mà mình trong quan hệ đồng nghiệp hay là mình lỡ lời ấy. Thế xong rồi mình có thể là mình vô tình mình cuốn theo cái câu chuyện của người ta xong mình đi phán xét người khác ấy. Xong mình về mình vẫn thấy là mình ồ thế sao mình lại nói như thế với các thứ, mình cũng cảm thấy chút ân hận, thì như thế thì mình lên như thế nào là Cái cảm giác mà ân hận rồi tự trách rồi là cảm thấy mình luôn luôn bất toàn, mình không hoàn hảo, lẽ ra mình phải làm được càng tốt hơn ấy, thì nó là một cái xu hướng rất là mạnh mẽ của thế giới. Chúng ta bị áp đặt lên rằng là mình là người thất bại, rồi áp đặt lên rằng là mình luôn luôn không hoàn hảo. Bởi vì chỉ có cái sự áp đặt đấy lên chúng ta thì chúng ta mới có cái gì nhỉ?
cái nỗi sợ, có rất nhiều nỗi sợ và chủ yếu thế giới được điều khiển qua cái nỗi sợ đấy. Đấy, chị phải biết rằng cái động lực mà điều khiển được thế giới hiện nay là phần lớn thông qua các nỗi sợ. Thế thì cái việc mà mình đã bị cài đặt cái nỗi sợ rồi, những cái sự tự trách quá lớn đấy, thì nó vốn là những thứ mà nó không phải chỉ trong kiếp này đâu, quá nhiều kiếp rồi. Thì em nghĩ lại, em nhớ lại được những cái tiền kiếp của mình thì em thấy rằng là em tự trách mình kinh khủng, em giận mình lắm, em có thể tha thứ được cho mọi người mà em không tha thứ được cho mình. Thế thì bắt buộc trong cái kiếp sống này mình phải học cách để mình chấp nhận mình và yêu thương mình. Đấy. Tại sao là luôn luôn có cái câu rằng là mình phải học cách yêu bản thân? Cái câu đấy nghe rất là lý thuyết, nhưng mà nó thực sự là một cái mục tiêu quan trọng ấy. Mục tiêu rất quan trọng, bởi vì chỉ có từ đó thì chúng ta mới phá bỏ được cái nỗi sợ. Chúng ta mới chấp nhận được bản thân mình, chúng ta mới nhìn nhận được rằng chúng ta bất toàn nó là điều bình thường mà. Thế giới này cái gì chẳng bất toàn và chúng ta cũng như thế thôi, nó hoàn toàn bình thường. Chứ chúng ta không phải là một cái đối tượng xấu xa của xã hội này. Thì chỉ khi đó bắt đầu những cái sự áp chế về mặt xã hội lên chúng ta, nó mới không áp chế được chúng ta nữa. Và khi đó chúng ta bắt đầu mới tự do. Cho nên là tất cả xã hội, những cái sự điều khiển bên ngoài ấy, nó đều không muốn chúng ta yêu thương chính mình là vì thế. Và để hiểu được cái điều này thì chúng ta buộc phải tự điều chỉnh thôi. Chúng ta buộc phải tự vượt lên thôi. Khi mà chị xảy ra cái việc rằng ồ, chị đã chót phán xét người khác rồi, và về chị lại tự phán xét mình, đúng không ạ? Chị tự phán xét là sao mình xấu xa thế, sao mình lại cứ quan cảm tâm thấy mình, kiểu ân hận. Vâng, đấy, tự phán xét mình mà. Thì chị hãy tự nói với mình rằng là không, tôi chấp nhận tôi. Việc sự việc nó đã xảy ra rồi mà, tôi biết và lần sau tôi sẽ dừng lại trước khi nó xảy ra. Đấy. Tức là cái gì đã xảy ra rồi thì cho nó qua, đừng có tự dằn vặt nữa. Bởi vì chính cái sự tự dằn vặt này này, nó có mức độ nguy hiểm gấp đôi cái việc chị phán xét người khác. Là cái năng lượng phán xét đấy, nó lại một lần nữa nó bị nén lại ở trong chị. Và lần sau chị sẽ càng phán xét nặng nề hơn thôi. Hiểu. Đấy. Đấy, nó thì tinh tế mình kinh khủng luôn. Thực ra không phải ngay bây giờ đâu, mà mình cứ có những cái mình ghi vào đây để dành để đến lúc mà hỏi Lan ý. Vâng. Thế cái còn nghĩ xét nó nguy hiểm lắm luôn ý. Đấy. Nhưng mà khi mà ghi một số những cái câu hỏi ra đây, nhưng mà khi Lan giải thích ý, thì những cái kia nó đã trả lời cho những câu hỏi tiếp theo rồi, nên là cũng không ấy. Thế nhưng mà có một cái là mình đấy là cũng vấn đề làm sao trong tâm trí mình cứ tràn ngập ra những cái mà cứ muốn thay đổi trong xã, thứ nhất là để ông hạnh phúc hơn, gia đình hài hòa hơn, nên trong tâm trí nó cứ bị tràn ngập những cái đấy, nên là cứ đi tìm hiểu quanh về những cái đấy ấy. Thế nhưng mà nói chung là đúng là từ chính mình thật, mình từ tiềm thức mình đã cài đặt rất là lâu rồi, là rất là khó chịu như thế, nên là mình đã áp đặt với ông xã như vậy, và cái cách nói chuyện của mình như vậy. Có khi cứ khi nói chuyện là bắt đầu lại chuẩn bị là lại kiểu những cái phán xét nó lại cứ hiện 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 lên, xong rồi là áp đặt làm như thế. Thì mình nghĩ là chắc là mình cũng phải thay đổi và cũng theo dõi dần dần, và cái câu chuyện này chắc là phải còn dài, xong rồi phải báo cáo với Lan hàng tuần thì nó không phải luôn là ngay, đúng không? Vâng, nó rất tốt ạ. Nhà em cũng thế mà. Ngày xưa chồng em cũng bảo là bạn quá định kiến với tớ. Em bảo là đâu, tớ nghĩ là những cái này nó là những cái bình thường xã hội mà ai họ cũng nghĩ như thế. Xong bạn ấy vẫn cứ gào lên, bạn ấy chẳng biết giải thích với em thế nào, rằng là tại sao bạn cứ định kiến với tớ như thế, và tớ cũng không biết phải thay đổi đến mức nào thì bạn mới hài lòng được nữa. Cho đến bây giờ thì em nhận ra là đúng, em đúng là định kiến với bạn ấy thật. Và em cảm thấy buồn cười kinh khủng. Tất nhiên có một câu chuyện nó rất nhỏ thế này thôi mà em thấy em định kiến vô cùng với bạn ấy. Tức là buổi sáng thì bạn ấy nấu mì tôm, bạn ấy cho 2 quả trứng vào, thế là em ấy đòi ăn một nửa. Đấy, một quả trứng và một nửa chỗ mì tôm. Xong đến trưa em ấy ngủ lạnh ra để em nghĩ là lấy một quả trứng để làm cho bạn con. Mở tủ lạnh ra em không thấy quả trứng nào nữa, thế là em lập tức nghĩ chứ, trời ạ, chồng mình lại ăn hết trứng của con rồi. Xong mới phát hiện ra là mình cũng ăn mà. Nhưng mà mình lại định kiến rằng là bạn ý là cái người gây ra cái việc này. Em cảm thấy buồn cười quá mà. Tại sao cứ cái gì mình không hài lòng thì mình nghĩ là do bạn ý gây ra.
mình cũng không phát hiện ra là chính mình cũng đang làm cái việc đấy. Đến khi bây giờ bạn ấy bảo em là bạn đang định kiến về tớ phải không, thì em cũng bắt đầu nhận ra, em cũng bảo là ừ hình như tớ cũng đang định kiến thật đấy. Khi đó thì bắt đầu cái câu chuyện nó mới cởi mở hơn, khi mà mình bắt đầu nhìn nhận được rằng là cái vấn đề thực sự nó nằm ở trong mình ý, thì cái câu chuyện giữa hai người nó rất là cởi mở. Khi đó thì bọn em chia sẻ được với nhau rằng là cái định kiến nó là như thế nào. Bạn ấy cũng nói ra cái suy nghĩ của bạn ấy và em cũng nỗ lực em phản hồi lại rằng là em nghĩ như này, em nghĩ như thế kia. Và nếu như không đúng thì bạn ấy lại bảo là đấy chỉ là bạn nghĩ thế thôi chứ còn tớ không thấy thế. À, thì em lại dừng lại, em lại không không khẳng định là ừ tớ mới đúng bạn mới sai nữa, mà em sẽ dừng lại. Và đấy khi đó thì câu chuyện giữa hai người nó mới tiếp tục được, chứ không thì bao giờ nó cũng dừng lại ở cái đoạn là chẳng hiểu gì cả. À thế là chúng ta bắt đầu chỉ thêm một Đúng câu nữa rồi, là chúng đúng rồi đấy. ném Nên là có những lúc mà mình quan sát cái cuộc nói chuyện giữa hai người ấy, thì mình thấy là có những cái quan điểm, mình hiểu được cái quan điểm của bạn ấy là ở cái góc nhìn như thế nào. Thế nhưng mà mình lại có cái góc nhìn khác. Ví dụ như trường hợp như thế thì chúng ta nên dừng lại hay là nên có cái thái độ tiếp theo như nào? Lan có thể giúp đỡ chị cái này không? Nhà em thì luôn luôn là đến em phát hiện ra rằng là đúng thật, em định kiến với bạn ý thật. Thế thì em mới bắt đầu em cứ nói thôi, em cứ tức là cái học, tức là nếu mà để học cách nói chuyện giữa hai người ý, thì hai người đều cần phải học. Và nhà em đã thử nhưng mà khá là khó, bởi vì đến khi mà mình nói được vài câu rồi thì bắt đầu mình cảm thấy là mình là đúng rồi và đối tượng kia là sai rồi, thì lập tức Ừ. mình tuôn ra mình không nghe được nữa. Đấy. Đúng rồi. Và có cái này rất hay này, đó là nghe bằng bụng và nói bằng tim. Đấy, Nghe khi bằng mà bụng chị nói bằng tim. tức là như thế này, khi mà chị cảm thấy chị không thể nghe được nữa bởi vì trong đầu chị cứ nghe câu nào là nó phản kháng câu đấy và nó cứ phân tích là nói thế là sai rồi, nói thế là có vấn đề rồi, thì chị hãy không nghe bằng tai nữa, mà khi đó chị hãy tập trung vào vùng bụng. Tập trung vào vùng bụng. Cái bụng ấy nó không có sự phân tích. Tức là khi chị nghe bằng tai thì nó vào não, cái năng lượng đấy nó vào não và nó luôn luôn phân tích. Và cái sự phân tích đấy của nó thì chỉ ở trong cái giới hạn sự hiểu của nó thôi, cho nên là nó luôn luôn bị mang cái định kiến. Cho nên khi mà mình đã bắt đầu cảm thấy mình đang định kiến với người khác rồi thì mình không nghe bằng tai để nó không vào não nữa. Và mình hãy chuyển cái rung động đấy xuống vùng bụng. Tức là mình tập trung để vào bụng. Thế thì cái vùng bụng nó không có cái sự Ôi, quá logic, tuyệt vời. không phân tích. Đấy, không gì cả. Thế thì khi đó mình sẽ thực sự cảm nhận được cái năng lượng của người ta muốn nói là cái gì. Mình cảm nhận được chính xác rằng là họ đang muốn bày tỏ cái gì với mình đấy. Đằng sau cái ngôn ngữ đấy, thì cái ngôn ngữ đôi khi nó chỉ là một cái lớp vỏ bên ngoài thôi. Nhưng cái năng lượng thực sự nó truyền tải không giống với cái ngôn ngữ ấy đâu. Đấy. Thế thì mình nghe bằng bụng, mình sẽ nhận biết được chính xác cái năng lượng họ muốn truyền tải là cái gì. Và mình có thể thông cảm với họ một cách kinh khủng. Có thể họ đang quát mắng mình đấy, họ đang chửi bới mình, đang phán xét mình, nhưng thực sự đằng sau đó là một cái nỗi đau, một cái sự dồn nén kinh khủng, họ không biết làm cách nào để họ giải tỏa ra cả. Thế thì khi đấy nghe bằng bụng, chị sẽ cảm nhận được là à, họ đang buồn, họ đang đau khổ lắm đấy. Đấy. Và đấy chỉ là cái cách để họ 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 giải tỏa cái điều đấy thôi. Thì lúc đấy chị mới bắt đầu cảm thông với họ được. Đấy. Thế còn nói bằng tim là như nào? Nói bằng tim Nghe bằng là bụng, nói bằng tim. tức là bất kỳ khi nào chị muốn nói một cái điều gì đấy, bình thường là mình hay nói bằng tâm trí á, mình phán xét là mình phán xét bằng tâm trí ấy. Thế nhưng mà để thực sự hiểu một người thì mình hãy đặt họ vào trong tim họ, trước khi mình nói một cái câu chuyện quan trọng gì đấy mình muốn họ hiểu mình, thì mình hãy để hình ảnh của họ vào trong tim này họ, mình hãy nghĩ một lúc và để cảm nhận được, tức là nối liền trái tim với trái tim ấy. Thế sau bắt đầu mình hãy nói, lúc đấy mình bắt đầu mới nói, khi mà mình đã cảm nhận được họ bằng trái tim rồi thì bắt đầu mới nói ra, mình nói ra, và tất cả những cái lời đấy là nó phát xuất từ cái cảm nhận của mình về cái trái tim của họ. Đấy, thì khi đó là lời nói nó chỉ là cái công cụ để nối liền hai trái tim thôi, chứ còn bình thường mình đang sử dụng nói nó như là từ não chảy xuống ấy, cho nên toàn phán Đúng xét Ồ, hôm là nọ đợt trước mình cũng chia sẻ đấy, thì có một bạn cũng nói là nghe bằng, nói bằng tim, nhưng mà lướt vâng. qua xong rồi là mình cũng cũng không ấy được. Hôm nay Lan chia sẻ lần đầu tiên mình biết là nghe là bằng bụng thì quá là tuyệt vời luôn, mình sẽ thực tập. Những cái thay đổi này nó rất bé nhưng mà nó thú vị lắm.
nó giúp mình thực sự nhận biết được cái động lực đằng sau những cái hành động và những cái bày tỏ cảm xúc và lời nói của họ là như thế nào. Đấy. Chỉ có như Ok, vậy chắc của họ là kiểu về phải ôm chồng thật chặt. Cảm ơn anh đã kiểu cho em một cái như kiểu một cái cơ hội để học tập ấy. Đúng rồi ạ. Đúng rồi Để rèn rất cảm ơn kiểu những cái nghịch cảnh nó như thế này và để cho mình À. có cơ hội để kiểu cái bài học lớn ấy để mình thay đổi. À. Rồi rất cảm ơn anh, rất cảm ơn Lan và cảm ơn mọi người đã lắng nghe Vâng. và dành thời gian cho người khác. Xin cảm ơn. Cảm ơn cái chia sẻ chân thành của chị. Câu chuyện nó rất Rồi. thú vị. Cảm ơn em và cái câu chuyện này chị nghĩ là còn tiếp theo nữa và chị mong rằng Vâng. là gia đình trẻ chị sẽ được hài hòa và yêu thương nhau. Cảm ơn em. Vâng, cảm ơn chị. Mời em Liên nào, em bật mic đi em. Dạ, em chào chị Lan, em chào tất cả các anh chị ạ. Chào em. Dạ. Hôm nay thì qua một thời gian quan sát thì hôm nay em cũng muốn hỏi một câu hỏi ạ. Thì tại vì em cứ tưởng là em có thể quân bình được cái cảm xúc ấy, nhưng mà thực ra tối hôm qua thì em lại bị một cái cơn tức giận lên á và em không thể kiểm soát được nó. Thì cái câu chuyện đấy là chuyện quan hệ vợ chồng em đấy ạ. Giống như em cũng hay chia sẻ trên nhóm ạ. Thì cái vấn đề của gia đình em là cũng chồng em vẫn có người thứ ba ấy, thì nó vẫn bị lặp đi lặp lại. Sau đó thì hôm qua có một cái trường hợp đó là tức là em hay là em bị định kiến hay là cũng không biết. Tức là em với con về quê theo sự sắp xếp của chồng em. Khi mà em về, khi mà em quan sát thái độ anh ấy thì em cũng cảm giác là chắc là có cái gì đó nó sắp xảy ra. Và chồng em thì một tháng thì chỉ có đi công đi trực ấy, chồng em làm y một lần thôi. Thì sau khi em về thì đến gần cuối tuần thì chồng em lại bảo chồng em đi trực, chồng em đi công tác. Thì em bắt đầu trong đầu mình những cái định kiến mình lại nảy ra là chắc chắn là lại có cái chuyện nói dối ở đây rồi đó. Thì vì vậy nên là cái tâm của mình, dù em đã nói chuyện với chồng em là bây giờ em cũng không quan tâm, tại vì giờ không còn niềm tin nữa, em không quan tâm đến cái vấn đề của anh ý. Tuy nhiên là anh đấy kiểu như lại hứa hẹn thế nọ, lại hứa hẹn thế kia là sẽ thay đổi ấy. Làm cho mình bị một cái tâm đó là vẫn là cái tâm mong cầu ấy. Đó. Em tưởng là em đã có thể kiểu như thoát ra được rồi ấy. Nhưng mà thực ra là cái sự việc của hôm qua anh đi trực rồi sau đó là em gọi điện anh lại không bắt máy, không bắt máy và sau đó thì lại có những cái câu chuyện xảy ra không giống như là anh ấy kể và mình thấy lại có sự dối trá đây, làm cho tối hôm qua là em có một cái cơn thịnh nộ nổ ra rất là mạnh mẽ. Tại vì thực ra là mình biết có thể là chuyện đấy xảy ra thật, mình đã muốn là mình chấp nhận điều đó rồi, tuy nhiên là mình có một cái tâm đó là mình ghét cái sự giả dối á. Đó, thì em đang bị cái cảm giác đó. Nên là tối hôm qua bọn em có một trận xô xát tranh cãi nó khá là to nổ ra. Chưa bao giờ bố mẹ em nhìn thấy em như vậy. Đó. Nên là em cũng cảm thấy là mình cái tâm của mình nó chưa được quân bình về cảm xúc ấy. Dạ. Nên là em muốn hỏi kiểu Thật ra thì sẽ nói với em như thế này này. Các cái bài học nó là những thứ cực kỳ cá nhân đối với mỗi người. À, em đang theo một cái em đang dồn ép mình vào một cái xu thế chung rằng là cái mối quan hệ này em phải cố gắng giữ gìn nó. Dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng sẽ nỗ lực để bảo vệ cái mối quan hệ này để mà cố gắng hài hòa để cho vợ chồng có tình yêu thương rồi con cái có chỗ dựa. Nhưng mà đôi khi chính nó lại là sai lầm cái việc mà mình đi ngược lại hoàn toàn với cái bài học của mình nó sẽ khiến cho mình đau khổ. Thực ra thì có những người mà sau khi họ tự hiểu về bản thân, tự tự gì nhỉ, gọi là tự vượt lên được cái bài học của mình thì họ lại chọn cho mình cái sự tự do. Họ dũng cảm, họ bứt phá toàn bộ những cái gì mà níu kéo họ. Mặc dù trước đây họ cực kỳ sợ, họ sợ sự tan vỡ rồi họ sợ không có cái này rồi cái kia không đảm bảo,
rồi họ đã hy sinh tất cả mọi thứ, họ thậm chí còn không chỉ là chính bản thân mình nữa để mà gìn giữ cái điều đấy. Nhưng mà đến khi họ hiểu được cái bài học thì họ đã quyết định chọn cái sự tự do, và nó rất có giá trị. Giống như thế này, tại vì cái bài học nó là một cái sự cá nhân kinh khủng, không có một cái điều gì mà mình có thể gọi là áp nguyên được của ai vào mình cả. Mình chỉ có thể hiểu cái bài học thông qua chính những cái quan sát, cái logic, cái cuộc sống của mình thôi. Ví dụ như bạn chị nó lấy chồng, nó tốt kinh khủng luôn. Tức là chồng nó muốn cái gì thì nó sẽ rất là nỗ lực cái điều đấy, và nó hy sinh hết cho gia đình. Cái kiểu như là chồng muốn, đầu tiên chồng chỉ muốn có 5 triệu để gọi là làm, đi làm. Ok, 5 triệu. Xong rồi bạn ý làm chẳng ra đâu vào đâu cả. Rồi đến lúc lần sau bạn ý bảo thôi muốn bắt đầu lại, bạn ý muốn có 50 triệu. Vợ vẫn đồng ý 50 triệu, cũng nỗ lực để chồng có thể bắt đầu cái công việc của mình. Rồi nó nỗ lực đến cái mức độ mà nó bảo rằng là nó sinh con được 20 ngày thì nó phải đi công trình, đứng trên giàn giáo, chân nó còn run run mà nó không thể nào mà chịu đựng được nữa. Đấy. Thế nhưng mà nó vẫn cứ cố nỗ lực cái cuộc hôn nhân đấy. Và đến lúc cuối cùng bạn chồng đòi 500 triệu để khởi nghiệp thì không thể nỗ lực, không thể cố được nữa rồi. Và đến lúc đó nó mới nhận ra cái bài học của nó rằng là tất cả mọi người đều bảo rằng cái việc chịu đựng, cái việc hy sinh, cái việc mà phải giữ gìn mối quan hệ, và đó là một cái việc đúng và mình buộc phải làm như thế. Thì nó phát hiện ra điều đấy hoàn toàn sai lầm đối với nó. Đấy. Cái sai lầm nó xảy ra khi mà cái sự việc càng ngày nó càng tăng nặng cái tình huống lên, và nó càng ngày nó càng đi vào cái tình trạng tiêu cực hơn. Đấy. Chứng tỏ là nó đã đi sai cái bài học. Và khi đấy ạ, trong vòng nốt nhạc, ly dị, chia tay. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Anh phải học cái bài học tự lập của anh. Anh không thể nào mà phụ thuộc vào vợ con, và anh không thể nào cứ ăn bám vợ, rồi là anh đòi hỏi vợ, rồi là anh sống một cách gọi là anh muốn cái gì thì anh phải được xung quanh cung cấp cái điều đấy nữa. Bài học của anh là anh phải tự lập. Ok. Còn bài học của nó là bài học phải vượt lên tất cả những cái định kiến đấy. Và cái sự hạnh phúc ấy, cái sự hạnh phúc là nó từ bên trong mình, là ở trong mình thấy hạnh phúc, chứ không phải là việc làm cho xung quanh mình hạnh phúc thì mình sẽ hạnh phúc đâu. Không có chuyện đó. Đấy. Em hãy thử soi chiếu lại cái bài học của em xem có phải càng ngày cái tình huống nó càng tăng nặng không. Nếu như cái tình huống nó càng ngày càng tăng nặng, chứng tỏ rằng em làm không đúng. Và cái sự không đúng của em đấy, nó xuất phát từ những cái định kiến, nó xuất phát từ cái nỗi sợ ở trong em. Và em nghĩ rằng như thế là tốt. Em nghĩ rằng mình đang trở thành một cái người biết yêu thương, mình đang nỗ lực để không giận dữ, mình đang nỗ lực để hài hòa gia đình. Mà không đúng đâu, không đúng. Bởi vì khi bài học nó đã tăng nặng, chứng tỏ nó không đúng. Hãy thử làm ngược lại xem. Có giận, rất tốt. Em hãy làm tất cả những gì em muốn đi. Em thấy là nó càng ngày càng bị tăng lên, càng ngày tăng lên. Và ví dụ như là cái điện thoại chẳng hạn, chồng em khi mà mình cũng bị một cái tâm, nó là kiểu như là mình cũng quan sát rồi sau mình cũng kiểm soát, nhưng mà không thể kiểm soát được, và dùng một cái không được thì anh sẽ có dùng cái thứ hai đó. Và cái mức độ thì em thấy là không thể dứt được, tại vì khi mà em phát hiện ra chồng em ngoại tình lần này là lần thứ ba rồi, thì cái cuộc ngoại tình ấy em thấy là nó đã xảy ra đến bây giờ là 9 tháng rồi. Và mức độ ngày lặp đi lặp lại nó càng nhiều. Đấy, chứng tỏ là cái việc mà em nỗ lực để hai vợ chồng có thể sống hài hòa, nỗ lực để bản thân mình trở nên tốt hơn, nỗ lực để bản thân mình thấu hiểu và yêu thương anh ý là không đúng rồi. Không đúng. Em cần phải nỗ lực để chính em và yêu thương chính em. Em hãy dũng cảm thử nghĩ xem, nếu mình chọn sự tự do cho mình chọn cách mình sẽ rời xa cái con người này để cho anh ấy tự học được bài học của anh ấy, rằng là không thể nói dối người khác mãi được, cái cuộc hôn nhân không phải là một phía giữ gìn được đấy. Thế thì nó sẽ như thế nào? Thẳng thắn nói chuyện với anh ấy, nếu chúng ta ly dị thì sao? Tại vì cái tình huống nó đã tăng nặng đến cái mức độ là
đến lần thứ ba, nó đã lặp lại đến lần thứ ba thì nó rất là nặng rồi, bắt buộc em sẽ phải có sự lựa chọn, nếu không thì càng ngày càng như vậy thôi, và em phải chấp nhận cái điều đấy. Nhưng mà cái sự chấp nhận đấy nó sẽ khiến cho em cái bài học của em không được giải phóng ấy mà, nó sẽ tắc ở trong em toàn bộ các thứ khác đấy. Nó sẽ tắc toàn bộ từ công việc cho đến con cái, cho đến tất cả các mối quan hệ đấy. Cái bài học nó kinh khủng đến mức như thế. Đấy. Chính xác là em thấy em bị tắc toàn bộ luôn. Công việc của em đang rất là trôi chảy nhưng mà em bị tắc về cảm xúc và em bị đau xuống toàn bộ, kể cả con cái nữa. Đúng không ạ? Chính xác cái điều này. Nó đang thì xảy đấy ra. Là cái việc mình nhận biết rằng cái bài học của mình nó là cái gì. Thì em hãy làm ngược lại đi, làm ngược lại tất cả những gì em đã từng làm đi. Em nỗ lực để hiểu anh ý à? Kệ anh, tôi không thể chấp nhận được anh. Em đã sợ cái cảm giác rằng ly dị thì con cái sẽ thế nọ thế kia. Không, hãy dũng cảm mà nhìn vào cái tình huống thực tế. Nếu mà không có bố mẹ chia tay thì con sẽ như thế nào? Con có thể chấp nhận ở với mẹ không? Mẹ sẽ nỗ lực, mẹ sẽ thực sự mạnh mẽ, mẹ sẽ thực sự là một người mà vượt lên chính mình hiện tại. Đấy, đấy. Thì em hãy thử suy nghĩ về cái điều đấy. Hãy cho mình như thế nào nhỉ? Cho mình sống trong cái cảm xúc đấy, cho mình sống trong cái cảm xúc mình được tự do, mình thực sự thoát khỏi tất cả những cái ràng buộc hiện tại, và để xem rằng là ở bên trong mình nó mách bảo mình điều gì, mình có cảm thấy dễ chịu không? Nghĩ đến việc không phải đối diện với một cái ông suốt ngày nói dối nữa và sống một cách tự do, mình có dễ chịu không? Nếu như trong em có một sự dễ chịu thì hãy dũng cảm bộc lộ cái điều đấy ra. Đây nhá, ở đây nó có hai điểm. Đó là đôi khi khi mà em dũng cảm, em vượt thoát khỏi những cái giới hạn của mình, thì cái việc ly dị có lẽ nó không xảy ra đâu, chưa chắc nó đã xảy ra đâu. Đấy. Nếu em giải quyết được bài học của mình trong cái sự hài hòa đấy, thì đôi khi cái việc cực đoan nó sẽ không xảy ra. Nó không chắc là em sẽ phải ly dị đâu, nhưng mà em sẵn sàng với cái tình huống đấy, em sẵn sàng đi ngược lại cái con người trước đây của mình, em không sợ hãi nữa, em không lùi bước nữa, em không phải thấu hiểu ai cả, em chỉ có tập trung vào chính mình thôi. Nếu như em làm được cái điều đấy, tức là bài học của em có thể vượt qua được, thì đôi khi nó không cần dẫn đến cái tình huống cực đoan rằng phải chia tay đâu. Nhưng mà nếu như mà em cứ không vượt qua bài học thì càng ngày nó càng nặng nề lại. Và khi đó thì hoặc là em sẽ sống một cách vật vờ như thế này, hoặc là cho đến lúc cuối cùng thì nó sẽ tan hoang. Nó là như thế. Thì cái đầu tiên thay đổi đó là hãy thay đổi về mặt tư tưởng. Những cái gì trước đây mình nghĩ mình đã nỗ lực và nó đưa đến một kết quả không đúng, thì bây giờ mình hãy ngồi và mình hãy thay đổi lại cái tư duy của mình trước. Đấy. Và nếu như cái tư duy của mình khi nó thay đổi, nó khiến cho cảm xúc của mình thay đổi, mình nóng giận hơn, mình cảm thấy mình cần tự do hơn, mình cảm thấy mình cần thể hiện bản thân hơn, thì hãy cứ làm cái điều đấy. Và rồi không sao đâu, thử một vài lần và rồi sẽ so sánh lại xem những cái trước đây xem nó có gì khác. Giữa việc làm đúng bài học và việc làm sai bài học nó khác nhau lắm luôn ấy. Vì em bị quanh quẩn quá nhiều rồi, em vẫn theo cái lối mòn cũ, em vẫn theo cái lối mòn rằng là mình phải nỗ lực cải tạo mình, yêu thương đúng chồng rồi. Tha thứ cho chồng, không phải rồi cứ là... thấu hiểu ấy chị. Đấy, đúng rồi. Em phải thử thì em mới thấy được. Nhưng mà trường hợp của bạn chị đã thấy rồi. Nó bị tắc nghẽn toàn bộ luôn, kể cả công việc, cả con cái, chính xác, kể cả mối quan hệ xung quanh của em cũng vậy. Tại em cảm nhận thấy nó rõ ràng. Giải phóng bản thân. Tôi là người tự do, tôi mạnh mẽ, tôi không sợ gì hết. Và anh phải học bài học của anh. Đấy. Cảm ơn chị đó ạ. Là thực sự ấy. Chứ không phải có nghĩa rằng là chúng ta học tất cả những cái này để chúng ta như nào, những cái bài học nó quá quá có tính chất cá nhân luôn. Có những người thực sự phải học cách để yêu thương mình, chấp nhận cái sự tự do của mình và
chấp nhận mọi cái sự bất toàn của mình. Đấy là cái bài học của họ. Còn có những người phải học cách cho đi, có những người phải học cách quan tâm đến xung quanh. Nếu như họ làm đúng thì họ sẽ vượt qua cái bài học. Bài học của em là em phải tập trung vào chính mình. Kệ anh ta. Dạ, vâng. Ok em. Mạnh mẽ lên. Cảm ơn cả nhà. Dạ, cảm ơn cả nhà. Dạ. Cảm ơn em. Cảm ơn chia sẻ của bạn Liên và chia sẻ của bạn Lan. Anh cũng giơ tay muốn tham gia chia sẻ một chút ở chỗ này. Về cái câu chuyện ngoại tình ấy đấy, thì thật ra bản thân mình cũng có nhiều cái trải nghiệm. Mình đã từng là nạn nhân, mình cũng đã từng là người mà nôm na gọi là gây tội ác hay là rồi có những trải nghiệm khác liên quan nữa. Nhưng mà thật ra cái câu chuyện này thì nó đã rất là xưa rồi. Cái quan điểm của mình về cái việc hôn nhân nó đã thay đổi từ rất là xưa rồi. Thì mình sẽ bắt đầu hơi dài dòng một chút xíu, bắt đầu từ cái việc mà khi từ nhỏ mình cảm thấy mọi người xung quanh không hiểu được mình. Thế và mình sẽ bắt đầu đi tìm kiếm cái gì đó để lấp vào cái chỗ trống đó. Nên là mình sẽ hướng ra bên ngoài, đến các cái mối quan hệ khác, đến các câu chuyện tình yêu. Và lúc đó thì theo cái nôm na là cái định kiến, cái quan điểm, cái thói quen bình thường của xã hội ấy, đấy rồi là phim ảnh truyền hình các thứ, đấy thì mình bắt đầu mình nghĩ rằng là à thế thì mình sẽ phải kiếm một người yêu, một người tri kỷ, một người ở bên cạnh mình trọn đời, đấy nôm na thế đấy, và mình nghĩ đó là cái cách duy nhất để có một người có thể hiểu mình. Và mình bắt đầu là mình lăn xả vào tình yêu. Đấy, thế là lan xả vào tình yêu đến cái mức rằng là mình cho rằng nó là tất cả, tại vì tất cả mọi người khác thì không hiểu mình đấy, và mình sẽ đi tìm một người hiểu mình, và những người khác mình không cần, đến cái mức tức là cái mức độ cao đến như vậy. Thế nên là chỉ cắm đầu và tập trung vào một đối tượng nào đó đấy, và xong rồi thì y như rằng là câu chuyện nó diễn ra rất là bình thường. Sau này nhìn lại thì thấy rất là bình thường, tại vì người ta bỗng dưng hai người gặp nhau, xong rồi thì thân thiết với nhau được vài hôm, xong rồi thì phát hiện ra một cái gì đó là nó mâu thuẫn chẳng hạn, xong rồi thì tình ta tan vỡ đấy. Thế tức là một cái điều nó rất là bình thường, nó có thể xảy ra, nhưng mình cho rằng là nó rất là khủng khiếp, tại vì tất cả những gì mình cần thì mình đã không đạt được đó, và từ đó là mình chìm vào đau khổ. Rồi điều đó cứ lặp lại nữa, cho đến khi mình thậm chí đến khi mình kết hôn rồi, mình cũng vẫn cảm thấy có cái gì đấy trống vắng ở bên trong. Đến kết hôn lần nữa rồi vẫn cảm thấy có cái gì đấy trống vắng ở bên trong. Đấy, thì sau khi kết hôn lần đầu thì mình phát hiện ra vợ mình đã tức là ở trong một cuộc tình với một người khác. Đấy, và lúc đó mình rất là đau khổ. Mình nghĩ rằng là tại vì đúng là cái mức độ nó cứ tăng dần lên, như bạn Lan nói, không tưởng tượng được rằng là tức là đã bắt đầu bằng cái toàn bộ cuộc đời không còn ý nghĩa gì nữa cả, và trong nhiều năm là không hề muốn sống, tại vì còn cái ý nghĩa gì đâu mà muốn sống đấy. Và điều duy nhất mà để cho mình không chết ấy là tại vì mình chỉ nghĩ rằng là cũng lại một cái định kiến rằng là nếu mà như thế thì nó vô trách nhiệm đó. Nên mình hay đẩy mình vào những cái tình huống nguy hiểm, dễ có thể dẫn đến cái chết. Ví dụ như là uống rượu thật là say, xong ngồi trên lan can tầng 4 ký túc xá chơi đàn chẳng hạn như thế, hay là chạy xe như một thằng điên ở ngoài đường, và đúng là nó thoát chết trong đường tơ kẻ tóc. Thì mình cũng hiểu rằng là tại sao thanh niên nó hay chết vậy. Đấy, mà mình cũng hơi ngạc nhiên là tại sao mình cóc chết. Thì đó là bài học của mỗi người. Nhưng mà ý rằng là đến mức đấy rồi mà xong rồi lại có thể đau khổ hơn, rồi lại có thể đau khổ hơn nữa. Nếu như mình không chịu học thì nó cứ tiếp tục là nó tăng lên. Đó, thì sau cái bài học đầu tiên thì đến khi mà mình cảm thấy mọi thứ mình muốn mình đi tìm đã có rồi, mình có vợ, mình có con, có công việc, mọi thứ tất cả đều cực kỳ tuyệt vời theo đúng như tức là cái mong muốn lúc đấy, cái điều mà mình tưởng rằng nó sẽ xong việc đấy, thì đến lúc đấy vẫn cảm thấy có cái gì đấy trống trải bên trong, và dần dần thì tiếp tục đi tìm thì mới đến khi phát hiện ra rằng những cái trống trải bên trong đấy là trống trải bên trong tâm hồn của mình, và mình cố gắng đi kiếm những cái ở bên ngoài để mình lấp vào, nó không bao giờ đầy được đó. Và đến khi mình nhận ra bài học đấy thì mình nói vui nói đùa rằng là bỗng dưng nhận ra mình tìm nhầm chỗ rồi. Thế bỗng dưng nhận ra rằng là mình thừa ra một người vợ và mấy đứa con nhưng mình nói đùa vậy thôi, chứ thật ra nó không phải là như vậy. Lúc đấy thì mình không hề nghĩ như vậy, tại vì mình biết rằng là lúc đó thì lại hiểu rằng tất cả mọi thứ đến với mình nó đều có lý do, nó đều là bài học, nó đều
Và dần dần mình thực sự mình không mong cầu gì cả, mình cũng không thúc giục gì cả, mình cứ thong thả mình chờ đợi, và cứ mỗi ngày nó lại hé lộ thêm những cái điều rất là tuyệt vời ở trong những mối quan hệ đó, ở trong những con người đó. Nếu như mình thực sự hiểu được, mình thực sự quan sát, mình thực sự yêu thương, mình thực sự biết ơn khi mà mình thực sự chuyển hóa. Thế vậy thì quay trở lại với cái câu chuyện khi mà chồng bạn ngoại tình đó, thì ở trên quan điểm của bạn là chồng bạn ngoại tình đấy, nhưng mà thật ra chúng ta đã ở trong tình yêu bao giờ hay chưa? Ngoại tình tức là ở bên ngoài một cái, ở bên ngoài cuộc tình, ở bên ngoài một cái mối quan hệ chẳng hạn thế, nhưng chúng ta đã bao giờ ở trong tình yêu hay chưa? Hay là ở đây nó chỉ phản ánh một cái điều rằng là bạn cần anh ấy, còn anh ấy thì đã phần nào đấy chán bạn rồi, có thể là chưa hoàn toàn, tại vì anh vẫn còn ở đấy, anh chưa chán hoàn toàn, nhưng mà có phần nào đấy bạn không còn nhiều hấp dẫn như lúc đầu nữa đó. Và cái điều đó thì mình sẽ tiếp cận sau, nhưng mình quay trở lại trước cái vấn đề ở chỗ rằng là bạn cho rằng anh ngoại tình, nhưng mà mình thì bây giờ ấy, mình học được cái cách mà thấy mọi thứ rất là đẹp. Ngày xưa ấy, thì mình ăn rất là đòi hỏi, nhưng mà bây giờ ấy thì mình ăn vô cùng đơn giản nhưng mình lại thấy ngon hơn ngày xưa rất là nhiều chẳng hạn thế. Cũng như vậy đấy, thì vợ mình trước đây thì mình cũng có thấy đẹp mà cũng có thấy vừa vừa, cũng có thấy bình thường đấy, còn bây giờ thì mình cảm thấy vợ mình rất là đẹp. Đó là cái cách mà mình có thể cảm nhận được cái vẻ đẹp ở người khác, mình cảm thấy rất là yêu vợ mình đấy, là cái cách mình có thể yêu. Nhưng đây không phải là vấn đề của chồng bạn, bạn chồng bạn chưa học được cái điều đó thì là bài học của anh ấy thôi, là chặng đường của anh ấy thôi, mình không thể yêu cầu người khác phải học bài của người ta được đấy. Nhưng mình lại cũng nói ở một cái góc độ khác, mình vẫn nhận thấy cái sự hấp dẫn ở những cô gái đẹp, mình không phủ nhận điều đó, mình hoàn toàn không phủ nhận, tại vì như vậy thì là mình nói dối mình đấy. Còn tại sao chồng bạn nói dối bạn? Tại vì chồng bạn có thấy sự hấp dẫn ở những cô gái khác, nhưng chồng bạn cũng đang ở trong một cái định kiến rằng điều đó là sai. Còn mình thì ở đây để nói rằng là cả hai người đều đang có cái nhìn nhận sai về cái việc hôn nhân đấy. Hay giống như chẳng hạn như về hôn nhân thì cái người mà nói nhiều nhất mà mình biết là thầy Osho, thầy bảo đó là cái sáng tạo ngu ngốc nhất. Nó cũng vui, nó đem lại nhiều bài học rất là vui, thì bản thân mình cũng rất là biết ơn cái việc hôn nhân, nhưng vấn đề ở chỗ rằng là mình phải hiểu rõ nó thông qua cái việc thực hành quan sát này. Bạn quan sát cái điều gì đang diễn ra, bạn muốn níu kéo cái cuộc hôn nhân đó đúng không ạ? Lý do là tại sao? Tại vì bạn cần anh ấy đúng không? Ở một góc độ nào đó bạn mong muốn có, chẳng hạn như là một có người thì chờ đợi một cái sự an toàn về tài chính chẳng hạn, có người thì chờ đợi một cái sự an toàn về mối quan hệ chẳng hạn đó, về quan hệ tình dục chẳng hạn, ví dụ thế. Mình muốn có một sự bảo đảm, mình không muốn chia sẻ cái điều đó đó. Nhưng mà vậy thì đó có thực sự là tình yêu hay không? Nếu tình yêu thì nghĩa là như thế nào? Mình yêu người ta, mình muốn tốt cho người ta đúng không? Vậy người ta đi với một cô gái khác, người ta cảm thấy vui, tại sao mình lại không đồng ý? Câu hỏi này thì nó khá là sốc, nhưng mà mình cũng đã từng phải đối mặt với nó. Lúc đầu thì nó khó, nhưng rồi mình cũng tưởng tượng xem rằng là nếu như người người bạn gái của mình, người yêu của mình, người vợ của mình họ quan tâm đến một người khác thì mình sẽ nghĩ như thế nào? Lúc đầu thì mình cảm thấy rất là khó chịu, rồi mình quan sát cái sự khó chịu đó và mình biết rằng là các vị thầy nói đúng, đó không phải là tình yêu, đó là sự trao đổi, đó là sự thỏa thuận, nhưng không có tình yêu ở trong đó. Đó là cái nhìn nhận của mình về cái góc độ mối quan hệ đó là như vậy. Vậy thì cái cách giải quyết của mình là như thế nào? Thì đơn giản rằng là mình sẽ kể cho mọi người nghe, hôm nay mình chia sẻ hơi dài một chút xíu về cái trải nghiệm để vượt qua cái điều đó. Thì thứ nhất là mình phải học cái bài học ở một mình, tức là không cần đến người khác nữa. Đấy. Thì nó sẽ bằng cách rằng là tại vì nó trống rỗng ở bên trong mà, cái bên ngoài nó không lấp đầy được, nên là mình phải lấp bằng cái ở bên trong thông qua những cái công cụ rất là cơ bản mà chúng ta được nói mãi, như là thiền định, như là thực hành chánh niệm quan sát này, như là bạn phải chuyển sang ăn thực vật, rồi bạn đọc sách tâm linh, đến với các khóa học, nôm na là khóa học tâm thức đó, thì bạn làm lớn mạnh, làm mạnh mẽ, trưởng thành cái ở bên trong mình lên, bạn tự lấp đầy cái bên trong và bạn không cần cái gì từ bên ngoài nữa.
thật ra không phải bạn không cần chồng bạn nữa, mà khi bạn hiểu ra, khi bạn tự lấp đầy, thì bên ngoài nó cũng tự đủ đầy. Cái câu chuyện này không riêng bản thân một mình, mà ngay trong PSSM bạn cũng thấy rất là nhiều. Kể cả các giảng viên ở trong PSSM, bạn cũng có thể lắng nghe được câu chuyện này từ nhiều người. Bởi vì đây là một cái vấn đề rất là phổ biến ở trong cuộc sống. Thế vậy thì thông qua cái việc mà tự làm cho mình trưởng thành ở bên trong, thông qua cái việc mà phát triển tâm thức đó, thì mình sẽ nhận ra thêm nhiều thứ. Trong đó có một cái bài học rằng là mình phải có thể tự lập được, mình phải có thể một mình được. Ví dụ như thế này, mình kể cho mọi người nghe một cái trải nghiệm. Khi mình ở một mình là mình hoàn tất cái bài học đó. Bình thường thì mình biết rằng là mình sẵn sàng rồi, mình sẵn sàng rồi. Nhưng mình cứ có vợ ở bên cạnh, mình cứ hay nhờ vả, mình cứ hay mè nheo, mình cứ hay kiểu trẻ con đó. Tóm lại là về sau này mình quan sát thì mình thấy nó là như vậy. Thì khi đó sau một lần xuống dưới Hà Nội thì mình bị lây bệnh thủy đậu và mình về nhà, thì mình ở nhà một mình đó. Thì vợ và con đi về quê chơi, vợ con đi về quê chơi thì mình cảm thấy rằng là lúc này mình cần cái sự chăm sóc. Đấy. Nhưng mà cũng có một lý do rất là chính đáng rằng là nếu mà bọn trẻ con nó về thì nó sẽ dễ bị lây thủy đậu. Thì mình cũng chấp nhận điều đó thôi, mình thấy điều đó rất là bình thường, không có vấn đề gì ở đấy cả. Nhưng mình cảm thấy rằng là sao mình lại bị bỏ rơi ở trong cái lúc mà mình khó khăn. Đấy, mình cảm thấy bây giờ mình cần có người ở bên cạnh. Nhưng mình ngay lập tức thì mình cũng nhận ra rằng là bản thân cái việc mà bị thủy đậu, nó cũng là mình nhận được ngay cái thông điệp. Mình nghe rất là rõ, cái đó là cái cách lắng nghe của mỗi người. Thì mình nghe rất là rõ rằng là đây là mình chưa chăm sóc tốt bản thân mình. Đó, và nhận ra ngay lập tức và thay đổi ngay lập tức. Thì cái trải nghiệm về cái bệnh thủy đậu đó nó cũng qua rất là nhanh. Thì lúc đó mình biết rằng là mình phải học cái bài học tự chăm sóc mình, tự ở một mình. Và lúc đó mình bắt đầu, khi mà mình sẵn sàng, mình bị đẩy đến cái mức mà bắt buộc phải xử lý tình huống, thì mình, mà khi đó thì mình mới chịu học. Mà mình chịu học một cách thì mình giải quyết được ngay lập tức. Mình bắt đầu tận hưởng cái sự một mình của mình, vô cùng hạnh phúc, vô cùng vui vẻ. Và cái bệnh thủy đậu nó lướt qua vô cùng là đơn giản. Đến khi mà hỏi chuyện hai bạn nữa cũng bị lây bệnh cùng từ một nguồn như mình, thì bạn ấy, các bạn ấy đều nói rằng là khá là vất vả. Với lại cái việc đó, mình thì trời thì mưa gió, mình cũng còn không mua thuốc đỏ, không mua say mitilen, không bôi một chút xíu nào cả, không uống một viên thuốc nào cả. Thậm chí ở trong vườn có cỏ ngũ sắc này, có bồ công anh này, thì mọi người nói rằng là mấy cái đó hiệu quả. Thì trời mưa mình cũng không ra cấu được nữa, tại vì mọi người nói rằng là phải tránh nước chứ tránh gió. Đấy, nhưng mà mình cũng chẳng cần, thì mình còn một ít bồ kết thì mình pha nước gội đầu và mình tắm qua. Thì mình chỉ bị sốt trong vòng một ngày, tức là ủ bệnh trong vòng một ngày, phát bệnh trong vòng một ngày, và hôm sau thì khỏi, khỏe mạnh. Và kể cả ở trong cái trạng thái mà ốm như vậy, mình cảm thấy vô cùng là hân hoan, vô cùng hạnh phúc với cái sự một mình của mình đó. Và khi cần thiết thì mình bắt buộc phải trải nghiệm. Và mới gần đây thôi, mới gần đây thì có một trải nghiệm nữa. Thì là mình ăn cái nấm thức thần, nó mọc ở ngay trong vườn nhà mình thôi. Thì khi mình nhìn thấy thì mình cũng đón nhận cái thông điệp. Mình bảo hơi kỳ quặc, sếp tức là thượng đế, cái lời chào hơi kỳ quặc, nhưng mình cũng đón nhận. Tại vì trải nghiệm nào mà mình chẳng thích, mình rất là thích trải nghiệm. Ok. Đó, và cũng không làm theo hướng dẫn của dân ăn nấm. Đấy, mà mình làm theo cách của mình. Và đúng là mình lúc đầu nó có cái người ta gọi là bad trip ấy. Đấy. Nhưng mà mình lại, mặc dù có cái lúc mà thần thức nó gần như là mất hoàn toàn, nó ảo ảnh và nó rơi vào, mình có thể gọi là tận cùng địa ngục. Đấy, những cái gì cuộc đời mình trải qua thì đã từng rất là khủng khiếp. Đấy, nhưng lúc đó thì nó gần như nó được ôn lại, tất cả nó được nén lại trong vòng một buổi tối, trong vòng một lúc của buổi tối thôi. Đấy, và mình cảm thấy như là và cổng địa ngục mở ra, đi đến tận cùng của cái sự kinh hãi, của cái nỗi đau đớn, của cái kể cả trên cơ thể vật lý, kể cả trong tâm trí. Lúc đó thì thần trí hầu như cũng không còn mấy, nhưng mà chỉ cảm thấy khiếp sợ. Nhưng hầu như ngay lập tức mình nhận ra được, mình nhớ ra được. Khi thần trí bắt đầu có một chút xíu thì mình bắt đầu nhớ ra được rằng là tất cả những cái này không thật. Vốn dĩ cuộc sống này nó không phải là thật. Nó là một giấc mơ, nó là ảo ảnh. Làm sao mà thật được? Rồi bạn sẽ phải chết đi. Rồi tâm trí của bạn cũng sẽ không còn, rồi cảm xúc của bạn cũng không còn. Nó chỉ có một cái vai trò nhiệm vụ ngắn ngủi nhất định thôi. Đó là một giấc mơ, đó là một vở kịch, đó là một trò chơi.
nên là hoặc là bạn chọn chơi nó một cách vui vẻ, hoặc là bạn chịu đựng nó đó. Thế nên là quay trở lại với cái trải nghiệm đó của mình thì mình rất là cảm thấy rất là khủng khiếp, và mình cũng giống như cái y như trong cái câu chuyện linh hồn nhỏ và mặt trời ở trong bộ đối thoại với Thượng Đế ấy. Linh hồn nhỏ mới gào lên rằng là Thượng Đế ơi cứu con với, tại sao người bỏ rơi con. Mình nhớ đến cái câu đó và mình nhớ rằng là mọi thứ là ảo ảnh thôi. Còn đây là ảo ảnh của ảo ảnh, tuy rằng nó rất là thật, tuy rằng lúc đó thì mọi thứ nó méo mó hết, không còn gì nguyên vẹn nữa cả, và vô cùng là sợ hãi. Nhưng mà khi nhớ ra được điều đó thì bắt đầu mình nhớ lại dần được. Và trong cái tình trạng rất là nguy hiểm lúc đó thì mình cảm thấy là mình sắp chết rồi, mình cảm thấy mình sắp chết rồi, nhưng mình vẫn cố gắng. Mình lúc đó thì bạn Thoa đang chuẩn bị tài liệu để chuẩn bị cho một buổi chia sẻ buổi tối, và mình biết rằng là bạn ấy khó chịu với cái việc mà khi mình bắt đầu chuẩn bị rơi vào cái tình trạng gay cấn đấy, thì bạn nói rồi, đã nói rồi lại vẫn còn như thế. Đấy, mình ok, mình bảo bạn khó chịu thì mình chấp nhận, thì mình cũng không định làm phiền đến ai cả, mình đón nhận cái bài học của mình trong cái lúc đó. Mọi người nhớ nhất là lúc đó cái thần thức nó vô cùng là mơ màng, thì chỉ còn một chút xíu để suy nghĩ được thôi. Đấy, thì mình vẫn sẵn sàng đón nhận cái bài học của mình. Mình cảm thấy mình sắp chết, xong rồi thì mình cố gắng gần như là lê lết để đi được vào trong toilet. Đấy, ở trong toilet thì mình nhờ con nó lấy nước, xong rồi mình có ói ra thì con nó thấy kinh. Đấy, và mình cũng phải cực kỳ nỗ lực để có thể tự dọn, tức là tự dội nước cái chỗ mà mình ói ra. Cái việc mà mình vô cùng ngạc nhiên, lúc đó mình cũng đã thấy hơi ngạc nhiên rằng là mình chưa bao giờ mình làm như thế cả. Xưa giờ mình chỉ có trốn chạy bằng cách là ngày xưa mình sâu rượu lắm, mình suốt ngày mình uống rượu, tại vì cuộc đời nó khổ vậy mà. Đấy, chui vào trong rượu thì nó dễ chịu hơn, vậy thôi. Đấy, thì mình rất là say sưa, rất là be bét, và mình không chịu dọn những cái đống hỗn độn là mình bày bừa ra. Nó là như vậy. Nhưng mà lúc đó thì mình cảm thấy mình đã rất là sẵn sàng, tức là mọi thứ, những cái bài học lúc đó nó được nén vào trong, nói chung là nó được nén vào trong một cái khoảng thời gian ngắn. Tất cả từ những đau khổ, từ những ký ức, cho đến sự quan sát, cho đến sự nhận biết, cho đến sự chuyển đổi, nó đều nén được vào trong một cái lúc đó. Và mình cũng, những bài học mình đang sẵn sàng mình học rồi, thì ở với một cái trải nghiệm cường độ cao như vậy, thì lúc đó thì cũng, đến lúc qua qua rồi thì cũng bảo thôi được rồi, biết ơn Thượng Đế, nhưng mà kinh quá. Biết ơn Thượng Đế với cái trải nghiệm đó, nhưng mà thực sự khủng khiếp. Qua rồi thì tất nhiên không thấy khủng khiếp nữa, nhưng mà cái lúc ở trong đó thì mình sẽ thấy rất là khủng khiếp. Thì mình tự, mình cố gắng, đây là mình đang muốn nói đến cái việc là chúng ta hãy cố gắng trưởng thành, cố gắng tự ở một mình. Thì lúc đó thì mọi thứ ở trong đầu nó cũng diễn ra khá là nhanh, và mọi thứ ở bên ngoài nó rất là chậm, chờ con nó đi lấy cốc nước rất là chậm. Và mình cũng phải biết rằng là mọi thứ nó đang vô cùng ảo ảnh, mình đang vô cùng là tuyệt vọng, nhưng mình vẫn cố gắng chờ đợi một cái cốc nước nó dài vô tận luôn. Còn bạn Thoa thì mình cũng nghĩ rằng là mình sẽ không nhờ bạn ấy lúc này, tại vì bạn đang khó chịu, và chính mình là cái người mà gây ra khó chịu. Mình còn cố gắng mình nói cái lời xin lỗi bạn, bạn cứ để kệ mình. Mình sẽ làm được cái việc của mình. Và thế xong rồi, mình lúc đó thì mình tin rằng là mình sẽ chết, và mình chỉ cảm thấy rất là bình an. Tại vì lúc đó thì khi mà cái tâm trí nó đầu hàng rồi, thì cái trải nghiệm cận tử thì mình đã từng có rồi. Cận tử không phải rằng là khi chết lâm sàng, mà ý rằng là khi mình hoàn toàn tin là mình chết ấy. Đấy, cũng có cái lần mà trong cái việc, trong cái sự đau khổ của những cái mối tình đó, thì mình cũng đã từng rất là đau khổ, và nó làm... tức là kiệt quệ cả về cái thể lực, và mình bị bóng đè, không thể cựa quậy được nhưng cũng không thể thở được. Vậy thì không thể chống cự được nữa rồi thì hoàn toàn chấp nhận, tức là chấp nhận rằng mình sẽ chết, thì cái tình huống đó mình sẽ cảm thấy vô cùng là bình an. Thì mình đã từng qua cái đấy, và đến lần này nó lặp lại thêm một lần nữa, mình cảm thấy vô cùng bình an khi tâm trí nó chịu đầu hàng. Đó cũng là một cái trải nghiệm khá là thú vị. Thì mình đầu hàng rồi, mình cũng chỉ không muốn ở trong toilet đó thôi, cố lê lết ra bên ngoài, cũng không nhờ giúp đỡ. Tại vì lúc đó các bạn, kể cả mấy bạn nhỏ cũng chưa sẵn sàng giúp đỡ, kể cả bạn Thoa cũng chưa sẵn sàng giúp đỡ. Mình chỉ muốn ra bên ngoài, mình không muốn nằm ở trong toilet, mình muốn nằm ở ngoài đất, giống như cái con chó nhỏ mà mình nhớ đến nó lúc đấy. Nó bị tiêu chảy, và cái bệnh đấy thì mình biết nó chỉ diễn ra trong vòng khoảng một ngày, bỏ ăn khoảng hai bữa, sau đó thì nó sẽ yếu dần đi và chết trong vòng chỉ vài tiếng đồng hồ cho đến nửa ngày, một ngày là cùng thôi. Đấy, thì nó sẽ mò xuống những cái chỗ giống như là bờ nước, bờ suối đấy chẳng hạn, để nó có thể uống nước, và nó sẽ bình an, bình thản ra đi ở đó thôi.
mình cũng cảm thấy lúc đó mình giống hệt như vậy. Đấy thì mình cũng chỉ muốn về với mẹ thiên nhiên thôi. Đấy mình chỉ muốn được nằm ở dưới đất thôi. Khi mà bạn Thoa mà chưa sẵn sàng thì mình sẽ tự giải quyết. Đấy, và khi cảm thấy nó đỡ đỡ hơn một chút rồi, đấy thì có thể nói chuyện được một chút rồi thì mình nói với bạn Thoa như thế này. Mình nói rằng là mình không định làm phiền bạn. Đấy, nhưng mình cảm thấy rằng có thể mình sẽ không qua được. Nên bài học này có thể liên quan đến cả bạn. Mình muốn nói với bạn rằng nếu như bạn không ở bên cạnh mình lúc này, mình thực sự đang lo sợ và mình thực sự cần giúp đỡ. Tuy nhiên mình cũng sẵn sàng ở một mình. Nhưng nếu như bạn bỏ lỡ bài học này, có thể bạn sẽ ân hận về sau này. Thế nên mình nghĩ cho bạn, nên là mình sẽ nói rõ. Đó là như vậy, lúc đó thì bắt đầu là suy nghĩ được. Mặc dù nói cũng còn khó khăn nói cũng phải cố gắng thì mới nói được, nhưng mà cái tâm trí thì bắt đầu hoạt động được, và thậm chí là hoạt động rất là nhanh, thấy mọi thứ xung quanh nó rất là chậm. Thì đó, thì bắt đầu bạn ấy mới cố gắng xử lý cái công việc, bởi vì là đã nhận lịch chia sẻ rồi, đã nhận lịch chia sẻ rồi, thì lúc đó bàn giao cho người khác, thì mình nói rằng là tình hình nó nghiêm trọng hơn là tớ tưởng. Đấy, thì bạn ấy lúc đấy bạn cũng nhận thấy là nó nghiêm trọng hơn bạn ấy tưởng. Lúc đó thì mình vẫn cảm thấy khá là nghiêm trọng, bởi vì mình nghĩ rằng cái loại nấm đó có một vài phần trăm gì đó, nếu như không phải như mình đoán thì có thể nó mình sẽ phải bị ra đi thật. Nhưng với mình thì từ lâu mình không còn sợ chết, và thực sự trong tình huống đấy thì nó càng được kiểm chứng. Mình rất là bình thản thôi, mình chỉ nghĩ rằng là nếu mà mình ra đi thì nó giống như là một cái chuyến đi mới thôi, đến một cái chỗ địa điểm mới nó thú vị thôi. Cái điều đó thì nó ăn sâu vào mình từ lâu rồi. Thì nhưng mà mình phải nói với bạn Thoa rằng mình cố gắng bình tĩnh và cố gắng dùng lý trí để phân tích rằng là khả năng cao thì nó chỉ là cái loại nấm ảo giác thôi, nên là đừng có đem tớ đi cấp cứu. Tớ rất ghét cái việc đó. Đừng có làm loạn lên, đừng có gọi người này người khác, không ai giải quyết gì được ở đây cả. Để yên, để tớ cố nghĩ xem có cách nào không. Rồi pha, đem cho tớ nước lọc, pha cho tớ nước chanh, tớ cố gắng tớ uống, xong rồi tớ cố gắng tớ nôn, tớ cố gắng tớ làm loãng nó, vân vân vậy. Đấy, nhưng mà đừng có làm loạn lên nữa, và cũng đừng có gọi cấp cứu. Mặc dù trong đó vẫn có một vài phần trăm là tin rằng mình chết, nhưng khi mình phân tích như vậy thì lúc đó cái thần thức nó không được mạch lạc lắm. Khi mình phân tích như vậy thì mình cũng lại càng quay trở lại với lại cái tỷ lệ kia nhiều hơn. Mình cũng cảm thấy đỡ đi, với lại cái tác động của cái nấm đó nó bắt đầu nó giảm đi thì mình cũng đỡ đi. Nhưng quay trở lại cái vấn đề chính là cái trải nghiệm ở một mình thì nó là như vậy. Mình sẵn sàng, mình hoàn toàn sẵn sàng ở một mình. Thì thực sự như thầy Osho nói, chúng ta đến một mình, chúng ta đi trên cái hành trình này một mình, và chúng ta ra đi một mình. Nó phải như vậy và nó không có cách nào khác cả. Thế vậy thì những người khác là họ đồng hành cùng với chúng ta. Chúng ta có bài học của chúng ta, họ có bài học của họ. Đúng không ạ? Và trong cái bài học này, khi chúng ta học bài học của chúng ta hoàn thành bài học của chúng ta, thì người khác họ cũng có điều kiện, họ cũng có thể hoàn thành bài học của họ. Thế nên tất cả những gì mình muốn chia sẻ với bạn, thứ nhất là về cái quan hệ vợ chồng, về cái quan hệ hôn nhân, thì như bạn Lan cũng đã nói rất rõ, và như mình cũng bổ sung thêm một chút như vậy. Nó không phải như chúng ta nghĩ, bạn không cần phải nhất thiết phải cố gắng để níu giữ nó. Thứ hai là bạn quan sát cái động cơ mà mình cho những cái nỗ lực của mình. Đó. Có phải rằng nó không phải xuất phát từ tình yêu hay không? Có thực sự rằng đây là một cái mối quan hệ trao đổi hay không? Và tình yêu thực sự là như thế nào? Bạn làm cách nào để tự làm mới mình lên? Tại vì bây giờ bạn cứ ở trong những cái sự lo lắng, ở trong những cái sự tranh đấu, bạn làm kiệt quệ cái năng lượng của mình, bạn làm cho mình không còn tươi mới, không còn trẻ đẹp, không còn hấp dẫn nữa. Thì rõ ràng đó cũng là một lý do làm cho chồng bạn cảm thấy mệt mỏi với bạn, mệt mỏi với cái sự mệt mỏi của bạn. Bạn hiểu ý không? Nên khi bạn quan sát, bạn nhìn nhận được cái vấn đề này, thì bạn thay vì cố níu giữ anh ấy, thì bạn hãy chăm sóc cho bản thân mình. Mà muốn chăm sóc được thì phải thoát ra được cái mớ bòng bong của cái tâm trí mình hả? Đó, bằng cách thực sự quan sát những cái động cơ của mình, những cái sự thật về cái mối quan hệ tình yêu hôn nhân đó, và bắt đầu thì phải từ cái việc mà yêu thương chính bản thân mình, chăm sóc cho chính bản thân mình, hóa giải những cái vướng mắc ở trong tâm trí để cho tâm trí được thoải mái. Chỉ có tâm trí được thoải mái thì mình mới bắt đầu phục hồi được lại thôi. Mà muốn thoải mái được thì phải giải quyết được nó. Muốn giải quyết được nó thì phải thực sự quan sát. Phải thực sự quan sát. Đó.
Thì lúc đó thì có thể chồng bạn lại sẽ nhận thấy được cái vẻ đẹp của bạn, và chồng bạn lại thấy rằng những cái đối tượng kia thì họ không hề có được cái vẻ đẹp như bạn chẳng hạn thế. Mặc dù điều đó không phải là cái điều mà cốt yếu mình muốn nói ở đây, nhưng mà điều đó là điều rất là đơn giản có thể xảy ra được. Bạn Liễn hiểu ý không? Đó. Nên là chúng ta có thể sửa chữa cái mối quan hệ đó rất tốt, nhưng chúng ta không cần quá quan tâm đến kết quả. Mà thật ra khi bạn không quá quan tâm đến cái kết quả đó thì bạn mới có khả năng sửa chữa tốt. Còn nếu như bạn bị nó trói buộc quá như vậy thì bạn đâu còn cái tỉnh táo nữa, bạn đâu còn cái suy nghĩ mạch lạc logic chính xác nữa để mà xử lý, đúng không? Đó, thì cách xử lý là như vậy. Rồi mình cũng chia sẻ với bạn thêm một cái ý nữa. Cái ý này thì không phải là mình đề cao lắm đâu, nhưng đó là một cái góc nhìn khác, là cái góc nhìn về nhân quả. Đấy, nhân quả thì nó có rất là nhiều kiểu nhân quả. Về khoảng chừng 95% các cặp đôi đến với nhau là để tiếp tục học hỏi những cái bài học còn dang dở. Người ta gọi là trả nghiệp, nhưng mà nó chả phải là một cái gì đó là nợ phải trả đâu. Nó chỉ là học với nhau thôi. Lần trước thì anh làm đau tôi, lần này thì đổi vai nhé, tôi làm đau anh chẳng hạn. Và đến khi đến cuối chặng đường thì sẽ có khoảng chừng 5%. Đây là thông số thầy Brad Deep đưa, chứ còn mình không nhìn thấy cái con số này, mình chưa thực sự tự mình nhìn thấy. Thì phải thầy Brad Deep không nhỉ? Thì như thế, à đúng rồi. Thì khoảng 5% thì họ đến với nhau khi mà đã, những cái bài học kia hầu như là vậy rồi, họ chỉ phải ôn lại thôi. Để còn lại thì họ sẽ tiếp tục những cái bài học mà về tâm thức cao hơn để tiếp tục tiến hóa hơn. Đó là về cái mối quan hệ nhân quả. Nhưng những cái mối quan hệ nhân quả từ tiền kiếp các thứ thì mình không nói đến ở đây vội, mình nói đến cái mối quan hệ cái nhân quả ở trong cái hiện tại này. Đó, chẳng hạn như cái việc anh ấy đặt thề rằng yêu mình trọn đời, tại sao anh ấy lại không giữ lời? Đó, thì bạn có thể tìm một chút cái nguyên nhân, liệu mình có không giữ lời hứa với ai đó không? Chẳng hạn như mình hứa rằng là mình mua cho con mình một cái món quà mà mình không làm hay không? Mình hứa rằng sẽ dành cho nó vài phút, mình có làm không làm hay không? Hay bố mẹ mình hay một người bạn nào đó chẳng hạn, hay là dành thời gian, hay dành sự quan tâm, hay dành một món quà vật chất nào đó chẳng hạn như thế. Bạn hiểu ý không? Đó thì đó cũng là một góc nhìn, mặc dù mình không đề cao cái góc nhìn này lắm. Mình thì hay để ý cái góc nhìn tổng thể hơn, tức là chả nhân quả nào cả, cũng chả có thời gian nào cả. Mọi thứ thì là nó ở ngay hiện tại. Nhưng mà đó cũng là một cái góc tiếp cận khá là thú vị, tại vì tất cả chúng ta dù mình không chú tâm nhưng mà nhân quả thì nó vẫn, mình cũng vẫn ở trong nhân quả thôi, chứ mình không phải ở ngoài nhân quả. Một, ở một góc độ nào đó thì mình vẫn ở trong nhân quả thôi. Thì đó cũng là một cách tiếp cận. Đấy, và đến cuối cùng thì để giải quyết vấn đề là khi bạn nhận rõ ra rồi thì bạn phải biết cách tự làm cho mình trưởng thành lên. Đấy, bằng cách đi ở trên cái con đường khoa học tâm thức. Rồi bằng những cái cách, đặc biệt là những cái việc quan sát như thế này, việc nhìn nhận như thế này để cho nó rõ ra, để giải quyết cái tâm trí của mình, lấy lại cái sự bình an cho mình. Đấy, quan tâm chăm sóc mình, yêu thương chính bản thân mình. Làm thì lúc đó bạn hoàn toàn thay đổi, lúc đó quan hệ của bạn với chồng bạn cũng sẽ thay đổi. Mà lúc đó thì chồng bạn có đi với người khác, bạn cũng có lẽ không quan tâm nhiều. Nếu như bạn hoàn thành. Dạ vâng ạ, em rất là cảm ơn anh ạ. Dạ, những bài học rất là ý nghĩa. Dạ, em cảm ơn. Đến cuối cùng thì mình cũng chia sẻ như thế này. Ở trong cái lớp học này, ở trong cái các cái bài tập quan sát này, thì mình thực sự là người học đấy, mình cũng học hỏi được rất là nhiều từ bạn Lan. Nên là những cái ý của mình thì nếu như không có chẳng hạn như mình gặp bạn ở bên ngoài thì mình cũng vẫn tư vấn vậy thôi đấy, nhưng mà ở đây thì mình vẫn luôn luôn làm mong muốn lắng nghe thêm những cái ý kiến của bạn Lan, và kể cả có đúng hay có sai như thế nào cả thì mình cũng chỉ là học hỏi thôi. Trong lớp của bạn Lan thì mình là học trò. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe. Cảm ơn anh Sơn. Thực ra thì gọi là lớp, thực ra nó là một cái cuộc chuyện trò chung để mọi người tự học hỏi lẫn nhau thôi. Em vẫn nói rằng là em cũng là người đi học, học từ tất cả mọi người đấy.
chính xác là những cái tình huống này không phải là những cái tình huống em trải qua đấy, những cái tình huống như anh nói ấy, thì em cũng chưa trải qua. Do chính vì vậy mà cái việc nhìn nhận về ngoại tình hay là những cái phân tích những cái cảm xúc của cái đấy em cũng không thể nào mà có cái cảm nhận sâu được. Cho nên khi nghe câu chuyện của anh thì chính là em cũng được học. Chính vì thế nên là em mới luôn nói rằng là chúng ta không có người thầy, mà chúng ta là những người đồng hành. Là vì thế chẳng ai đến để gọi là dạy cho ai cái gì, mà chúng ta chỉ là những người cùng đi với nhau thôi. Ai có cái gì thì chúng ta chia sẻ với nhau, mình nắm tay nhau cùng đi. Chính vì đấy nó mới tạo nên một cái sự người. Tại vì ai cũng phải nỗ lực cái con đường của mình để đi cùng với nhau. Chứ còn nếu như chúng ta nghĩ rằng là có một người thầy, có một người dẫn dắt thì cái sự phụ thuộc nó rất là lớn. Và cái việc mà một người tự nhận mình là một người thầy thì nó không bao giờ đúng được cả. Luôn luôn là như vậy. Cho nên là em rất thích được xưng hô với mọi người đúng như cái bên ngoài. Tức là nếu là ít tuổi hơn thì gọi thì em sẽ gọi là em. Còn nhiều tuổi hơn thì gọi là chị, là cô, chú, anh, các thứ. Đấy, chính xác là cái mối quan hệ của chúng ta nó là như vậy. Không có thầy, không có cô, không có ai là người dẫn dắt ai cả. Tất cả chúng ta đang cùng đi với nhau. Thì nó cũng vô tình, nó cũng phù hợp với cái huấn sư của cái thời đại mới. Tức là cái thời đại mà chúng ta sẽ điểm đạo tập thể. Tức là những cái thời đại cũ đã qua ấy, thì theo như thông tin của thầy DK thì có khoảng là 300 vị đã thăng lên. Tức là họ sẽ sống một cuộc sống khác hẳn những người khác. Họ sẽ phải có những cái phẩm chất cực kỳ khác biệt. Thế nhưng mà cái thời đại này chúng ta là cái thời đại mới, nó là cái thời đại điểm đạo tập thể. Đến ít nhất là 2/3 nhân loại phải đạt được cái sự hiểu biết về trí huệ và đạt được cái phẩm chất về tình yêu thương. Vậy thì chúng ta cũng đều như nhau, không có gì khác biệt cả. Và chúng ta cũng đều đứng trước những cái ngưỡng như vậy. Nó đều là, nó không phải là thử thách, nó là một món quà. Một món quà để chúng ta tiến tới. Chúng ta có một cái đích và chúng ta biết rằng là chúng ta xứng đáng với cái điều đấy. Đấy. Cho nên cái thời đại này nó rất hay ở đấy, không có ai dẫn dắt ai hết cả. Và chúng ta chỉ thực sự tiến bộ khi mà chúng ta chấp nhận rằng mình ở trong cái cộng đồng, ở trong những người, ở cùng với người anh em của mình, và tất cả cùng đang đi lên. Đấy. Thì nó là cái tinh thần thời đại rất là đẹp. Và với nhóm chúng ta thì em cũng thấy là chúng mình đang đúng là như thế. Và chúng ta rất là tôn trọng nhau, rất là biết ơn nhau, rất là yêu thương nhau. Em với anh Sơn cũng như vậy. Cảm ơn bạn Lan. Đó cũng chính là cái lý do mà thứ nhất là các cái bài học của bạn Lan mình thực sự là đánh giá rất là cao, mình rất là yêu thích, nên là mình cả biết rằng nó rất là quan trọng cho mọi người, cho cộng đồng, nên là mình cũng rất là cố gắng chia sẻ, hỗ trợ. Đấy. Còn cái quan điểm về vị thầy thì đúng là mình hoàn toàn đồng ý, và cái niềm tin thực sự của mình cũng là giống như bạn Lan thôi. Đấy. Và mình cũng còn nhớ như cái trích dẫn của Minh Sư Patrizi cũng nói như vậy, chẳng hạn như khi có người hỏi thầy rằng là cái một vị thầy có quan trọng hay không, thì thầy nói rằng một vị thầy không quan trọng, mà chúng ta cần những cái người bạn đường. Đấy, giống như là một con chim thì nó tìm đến những con chim khác có cùng màu lông, đại ý rằng là về với lại bầy đàn của mình ấy, để ở cạnh những người cùng đường với mình. Đấy, thì như Minh Sư Patrizi chia sẻ như vậy, hay như cái cuốn sách mới ra gần đây là đối thoại với Mahavata Babaji. Đó, vì thầy Babaji thì như chắc là nhiều người có biết, mình có cái kết nối khá là sâu sắc với lại thầy Yogananda. Paramahansa Yogananda viết tự truyện của một yogi á. Đấy, và cái những cái kiến thức cũ mà lúc đó thầy chia sẻ thì lại là cái vị thầy lại là quan trọng. Đó, nhưng mà mình thấy cả hai đều đúng, mình không hề thấy có một cái sự mâu thuẫn nào đây cả. Như đối thoại với Mahavata Babaji thì thầy lại cũng nói cái việc đó rằng là cái thời đại này thì chúng ta cần phải cùng nhau đi, để chúng ta ở gần những cái người mà tức là đang cầu đạo, đang hướng tới, đang có cái sự khai sáng, cái sự giác ngộ nhất định, đúng không? Vậy chúng ta ở với những cái tập
thể, thực hành khoa học tâm thức, thực hành thiền định, ăn thực vật vân vân như thế này, đó là cái việc rất là quan trọng. Ok, cảm ơn bạn Lan. À, còn bạn Liên thì có muốn chia sẻ gì thêm không, và muốn hỏi lại gì cái câu chuyện này không bạn Liên? Dạ, em rất là cảm ơn anh Sơn, cảm ơn chị Lan cùng cộng đồng mình ạ. Em cũng vừa rồi thì chị Lan chia sẻ như vậy và anh Sơn chia sẻ thì em cũng đã ngộ ra một số điều ạ. Đó là chị Lan bảo là hãy làm như nào ngược lại mà bạn cảm thấy là thoải mái, bạn là cảm thấy vui vẻ. Thì đúng là em cũng đã có những cái thời gian mà em khi mà em ra khỏi nhà em tự lập sống một mình ấy, thì lúc đấy em cũng cảm thấy rất là vui vẻ, rất là bình an. Thì cũng có thể là đây là em đang làm sai cái bài học của mình ạ. Và em sẽ cố gắng từng ngày ạ. Từng ngày một ạ. Dạ, cảm ơn anh, cảm ơn chị ạ. Dạ. Cảm ơn em. Chị tôi luôn nói đấy, mọi người luôn luôn đồng hành với em. Và cái mối quan hệ thực chất của chúng ta nó chính là những người đồng hành. Chính vì vậy mà chúng ta mới có được cái sự chân thành và có được những cái chia sẻ nó sâu sắc. Chúng ta không che giấu điều gì với nhau cả. Những cái câu chuyện nó rất là dở hơi, rất là thâm cung bí sử. Thế nhưng mà thực sự khi chúng ta có cái môi trường như thế này và chúng ta chân thành, chúng ta cởi mở hết sức thì chính xác đó cũng đã giải quyết được một phần của cái câu chuyện rồi. Và cái câu chuyện của em khi nó được giải quyết, cái chính xác là cái năng lượng nó đang bị nén trong em ấy, nó được giải quyết, nó sẽ bùng ra. Nó sẽ tạo thành một cái nguồn năng lượng chung cho cả nhóm rất là lớn. Chính vì vậy mà trong một nhóm như này tại sao lại khuyến khích mọi người chia sẻ, khuyến khích mọi người kết nối với nhau nhiều, vì thực sự là cái nguồn năng lượng nhóm nó tác động cực kỳ lớn cho tất cả mọi người đấy. Cái sự dẫn dắt nó cũng chỉ là một cái nguồn năng lượng ổn định thôi, nhưng mà chính các cái năng lượng mà mọi người được giải phóng ra ấy là tất cả mọi người đều được nhận cùng với nhau. Và khi mà em tham gia vào nhóm như vậy thì khi mọi người giải quyết được những vấn đề của mọi người, em cũng nhận được cái nguồn năng lượng đấy. Đấy. Đây chính là cái sự cho nhận rất là đẹp khi mà mình đồng hành. Đây là cái sự cho nhận đấy. Em không cần phải cho về mặt vật chất đâu, mà chính là em cho cái sự trải nghiệm của em, cho cái sự giải phóng của em, và em nhận lại của mọi người cũng như thế. Đấy. Thế thì hãy kết nối một cách sâu sắc hơn. Hãy để cho mình vừa là một cái nhân tố độc lập ở trong nhóm, nhưng đồng thời cũng là một cái nhân tố gắn kết với nhóm. Đấy. Và em sẽ vừa cho đi vừa nhận lại, nó sẽ tuyệt vời lắm. Vâng ạ. Cảm ơn chị. Ok, cảm ơn em. À, anh Em chị anh với lại chị Thoa cũng rất là sẵn sàng đồng hành, nếu như có cần chia sẻ gì thì em cứ liên hệ trực tiếp. Đấy, gần đây thì nó cũng hơi bận một chút xíu, đôi khi những bài hay là những clip ở trong nhóm thì anh cũng không xem được hết, không đọc được hết. Thế nhưng mà cũng có xem qua cái câu chuyện của em một chút xíu và cũng muốn chia sẻ với em rồi. À, thì nếu mà cần gì em cứ liên hệ trực tiếp, như anh hay chị Thoa cũng rất là lúc nào cũng rất là sẵn sàng. À, cảm ơn em. Có lẽ bây giờ đến mời bạn Hạnh đi nhỉ. Bạn Hạnh có lẽ cũng đã phải chờ hơi lâu một chút rồi. Dạ, em chào anh Sơn, chào bạn Lan, chào các anh chị trong nhóm mình ạ. Em cũng mấy hôm đợt vừa rồi đây là cũng tinh thần cũng đang sụt sùi. Thế nhưng mà cũng định là chia sẻ cái thời gian mà sụt sùi đấy thì mình quan sát như thế nào, nhưng mà em lại thấy cái chủ đề của bạn Liên ấy lại là một cái chủ đề mà tự nhiên em lại muốn tham gia chia sẻ. Bởi nói như bạn Lan, đó là lúc đầu thì em vào nhóm ấy mục đích là để mình học hỏi những cái kinh nghiệm của những người mà đi trước, thì để cho mình có biết cái cách để mình quan sát mình, chuyển hóa mình. Thế nhưng mà ngoài cái việc cái mục đích đó ấy, thì em lại đơn giản em lại nghĩ thêm nữa là có thể là những cái chia sẻ của mình ấy là một cái chặng đường của mình mà mình quan sát, thì nó cũng là một cái bài học nào đấy để cho người khác họ đang đi đằng sau họ họ chuyển hóa theo cái hướng của mình. Bởi vì tất cả chúng ta ở đây có thể là đang có vấn đề thì mới có thể có cơ hội để hội tụ vào cái nhóm này. Nếu mà bình thường chưa có vấn đề thì chưa chắc gì đã có cái duyên có thể vào trong cái nhóm này ạ. Và vì thế mà mỗi người thì trải qua một cái bài học khác nhau và có thể cũng trùng nhau, nhưng mà cái cách thức mà quan sát ý, thì
thì mọi người đón nhận nó sẽ một cách khác nhau, thì có thể cái chia sẻ của em hay là một cá nhân nào đấy cũng giúp ích được cho một số người nào cùng cái hoàn cảnh đó. Thì vì trong cái hôm nay thì em thấy là cái chủ đề của bạn Liên ý, nó lại cũng tương tự cái chủ đề của em đã trải qua mà em quan sát. Thì thực tế là bạn Liên và chồng bạn Liên đang có cái đang mất kết nối với nhau ấy. Thì ngay bản thân em nhận ra là bạn Liên cũng đang bị trống rỗng và chồng bạn Liên cũng đang trống rỗng. Là nếu như mà chồng bạn Liên mà không trống rỗng thì chồng bạn ấy cũng không phải đi ra bên ngoài để kiếm một mối tình để bù đắp lại cái trống rỗng của mình ở bên trong. Và ngay bản thân thì bạn Liên cũng vậy. Em tại vì sao em lại nghĩ thế? Bởi vì bản thân em cũng vậy. Em có một cuộc sống là 5 đứa con vất vả. Mình nghĩ là cái lúc mà mình chưa quan sát thì mình nghĩ là mình rất là vất vả, mình chịu đựng nọ kia các kiểu ấy, và không được sự chia sẻ quan tâm của chồng con, của chồng hay là của gia đình. Thế là em cũng vô tình thì là khi mà em đi làm thì em cũng có kết nối với một người bạn trai khác. Chỉ qua là tin nhắn thôi, nhưng mà hàng ngày chỉ gọi là quan tâm nhau, và cuối cùng thì nảy sinh tình cảm qua tin nhắn. Thì cái tại vì mình trống rỗng, nếu như lúc đấy mà mình đang trống rỗng mà mình tự mình quan sát vào trong thì lại không không cần phải tìm những cái đối tượng ở bên ngoài. Nhưng mà vì mình chưa biết cái cách thì mình đi tìm một đối tượng bên ngoài để bù đắp cái trống rỗng của mình đang thiếu. Và cái lúc mà mình tìm được cái người đó, mình cảm thấy là họ biết là những cái chỗ mà mình đang mong muốn, họ chia sẻ được cho mình những cái nỗi lòng của mình, thì mình thấy là tuyệt vời, cái thời gian này rất là tuyệt vời. Cũng như chồng bạn đang tìm cái người ở bên ngoài, chắc là cũng trải qua một cái thời gian cảm thấy rất là tuyệt vời, vì là anh ấy đã tìm thấy được cái người chia sẻ đồng cảm với anh ấy. Nhưng không hẳn đâu, bởi vì thời gian dài chúng ta sẽ thấy là anh ấy cũng đang bị vấp phải rất nhiều cái nỗi lo lắng, cái nỗi đau. Và bản thân em cũng thế, em trải qua cực kỳ rất nhiều nỗi đau. Thứ nhất, dằn vặt có, sợ mất gia đình có, mất kết nối với con cái có. Rồi người yêu, đến với người yêu mà mình yêu cũng không, không thể nào mà dễ dàng, thì cũng là một nỗi sợ. Và bản thân thì cái vợ anh ấy là bạn Liên cũng rất là khổ. Bạn ấy đau khổ cũng chẳng qua là vì quá nhiều nỗi sợ ở trong người thôi. Và em khi em trải qua ấy, mà khi em có tình cảm thật với người khác ấy, thì em mất hết kết nối. Mất kết nối với cả mẹ em, mất kết nối với chồng em, thậm chí cả con em mất kết nối. Mà mặc dù đấy là chẳng qua là trên tin nhắn thôi, nó chỉ là lấp đầy cái gọi là cái chia sẻ của mình cảm thấy nó kiểu là bị không một ai mà cảm thông được cho hoàn cảnh của mình ấy. Và sau đấy khi mà em quyết định em dừng lại, không nhắn tin, không liên lạc nữa ấy, thì em cũng phải trải qua rất là nhiều cái sự khổ sở ở bên trong, rất nhiều nỗi sợ luôn. Mình để mà dừng lại là mình sợ phải mất cái người mà mình đang có tình cảm này, rồi là sợ rất nhiều thứ. Thì em thì bây giờ mình sẽ đứng, ý em giải thích là để cho bạn Liên cũng đứng ở cái vai trò là giống như em đang bị đang sợ mất người chồng. Bạn ấy đang sợ là nếu như mà chia tay chồng thì bạn ấy sẽ một mình phải nuôi con, sợ một mình nuôi con thì vất vả, sợ mất anh ý thì sẽ không được anh ý quan tâm nữa. Sợ rất nhiều, em nghĩ trong lòng bạn Liên cũng như em thôi, sợ rất nhiều thứ. Và khi mà em thấy là cái suy nghĩ đó ấy, nó chỉ là một cái cảm xúc thôi. Sau khi mà mình cả cái quá trình mình quan sát rồi, mình mới thấy đó là một cái cảm xúc thôi. Cái nỗi sợ hãi đấy nó là không có thật. Và khi mà cứ mỗi lần mà em như thế em quan sát tâm mình á, thì em đứng ở ngoài em chỉ quan sát thôi. Lúc đầu mà chưa đủ mạnh á, thì em chỉ là nhìn thấy nỗi sợ, và sau đấy em chuyển cái đề mục đấy là mình hoạt động ở ban bình thường ở trong ngày để mình quên đi những cái nỗi sợ đó. Nhưng khi mà mãi rồi em vẫn thấy là mình vẫn chưa dứt được, mặc dù là không có liên quan gì, mình vẫn chu toàn với cả gia đình nhưng mà vẫn không thể dứt được ấy. Thì em bắt đầu em ngồi thiền và em nhìn sâu vào cảm xúc của mình. Lúc này là em phải đối diện với cái nỗi sợ đó.
khi mà mình thấy cái nỗi sợ nó quá lớn là mình sợ thôi, nhưng thực ra khi mình đứng và mình ngồi mình nhìn sâu vào cái nỗi sợ đó thì mình sẽ thấy rằng là em càng phân tích xem là lý do gì mà mình phải sợ, và mình đứng ngoài mình cho cái nỗi sợ đấy là lớn nhất rồi thì nó sẽ dẫn đến cho mình là cái gì sẽ xảy ra. Khi mà mình nhìn sâu được cái nỗi sợ đấy thì tự nhiên mình gỡ ra ấy, thì nó chả thấy cái gì cả, nó chả thấy một cái gì luôn. Và tự nhiên cái lúc đấy là mình buông được hết, buông sạch, chả có một cái gì vướng mắc đến mình cả. Nó chẳng qua là một cái ảo cảm. Mà cái thời gian đấy thì em cũng phải nhờ bạn Lan rất nhiều. Em không chia sẻ trong nhóm bởi vì em cũng có một cái nỗi lòng của em không dám chia sẻ. Nhưng thực tế rằng là khi mà mình đối diện với cái nỗi sợ đó rồi thì mình thấy nó chả có cái gì hết. Và từ đấy thì em chỉ tập trung vào cái bên trong của em thôi. Em tập trung vào bên trong và em quan sát, rồi em kết nối lại với mẹ em, và thấy là mỗi ngày kết nối đến bây giờ em thấy là tình thương yêu của mình đối với mẹ thì là tuyệt vời rồi. Với con cái em cũng dành tình yêu thương, với chồng thì em cũng kết nối lại được, mặc dù chồng em chưa thay đổi. Có nghĩa chồng em chưa thay đổi, có nghĩa là bản thân em chưa kết nối đủ, là trong em chưa đầy đủ. Em vẫn nhìn được thấy như thế. Tất cả những cái gì anh ấy xảy ra đối với mình ấy, là mỗi lần anh ấy làm một cái gì đấy mà làm cho mình không hài lòng thì mình nhìn lại ngay là do bên trong mình, cũng nguyên nhân là tại mình thôi, không phải tại anh ấy. Khi mà mình quan sát nhiều á, mình sẽ thấy như thế. Mọi nguyên nhân, mọi việc ở xung quanh mình xảy ra đều là do mình hết. Do cái kết nối của mình, bên trong của mình nó đang không đầy đủ. Ví dụ như là mấy hôm vừa rồi đây, khi mà cái tình trạng của em ấy, đối với mọi người nó là bình thường rồi ấy, nhưng em vẫn nhìn thấy là ví dụ như chồng em không thấy được cái sự gọi như là mình cũng là vì gia đình, mà anh cũng không quan tâm, anh ấy thờ ơ tất cả, anh chỉ đi ra ngoài bởi vì trong anh cũng có cái trống rỗng, em nhìn thấy như thế. Và cái hôm vừa rồi đây là cái đỉnh điểm thì anh ấy chuyên gia là ví dụ như là một cái việc gì mà trong gia đình của mình á, anh ấy không bao giờ anh ấy chia sẻ với em, hay anh ấy bàn với em một câu, hay anh ấy thông báo với em một câu, không bao giờ luôn. Và ví dụ như hôm vừa rồi mẹ đang nói chuyện đấy, con đi ra ngoài mẹ nhờ một tí đã. Mình nhờ mẹ cho có con đi ra ngoài. Mẹ bảo chị đã cho con đặt, mẹ bảo chị đặt đô la cho con. Rồi ok, con đóng cửa lại mẹ. Thì hôm vừa rồi đây là anh ấy có về là đưa cho em một cái tờ giấy là sắm đồ lễ dài lắm. Thì em nhiều cái em chả hiểu trong cái đồ lễ đấy nó ghi là cái gì. Ví dụ nước vang em không hiểu cái nước vang là gì để mình chuẩn bị. Thế là em mới hỏi anh ấy rất là bình thường là anh ấy, cái nước vang này là gì? Thì em đã thấy anh ấy bặm mồm, anh ấy khùng khùng lên với em rồi. Nhưng em vẫn bình tĩnh, em vẫn thấy nó bình thường. Có nghĩa là bình tĩnh không phải là mình kìm nén, mà bình tĩnh là vì trong cái nội lực của mình lúc đấy nó đang đủ, mình thấy nó bình thường. Thế sau em hỏi một số thứ nữa thì em bắt đầu anh ấy vùng lên, anh ấy bặm mồm, bặm miệng, anh ấy đập giường, đập các thứ. Xong anh ấy bảo là không sắm được thì để đây sắm. Là vì em, mọi việc đấy nó đã xảy ra rất nhiều, thường xuyên rồi. Và từ xưa thì là mình gọi là như là dạng nhịn ấy. Nhịn thì thành ra là mình mới bị cái nội lực của em bị lo lắng nọ kia thứ đấy, ức chế, mình không biết cách giải phóng. Nhưng bây giờ em khác rồi, và tự nhiên cái lúc đấy nó như là một cái cao trào của em. Ngày xưa là em không dám đấu tranh đâu, em chỉ biết là tức thì em im lặng, em bỏ đi thôi. Nhưng mà hoặc là uất ức thì em khóc thôi. Nhưng mà cái hôm vừa rồi đây là em đã đứng lên, em nói ra hết. Em bảo với anh ý là và em xác định luôn, nếu như mà thậm chí là trường hợp xấu nhất có thể là ly hôn thì em vẫn vui vẻ chấp nhận. Bởi vì anh ấy có ở bên mình, anh ấy không thấy được là mình, anh ấy đầy đủ. Bản thân mình thì mình bây giờ thì gọi là quan sát đủ rồi, thì em cũng thấy là bây giờ em tất cả các trường hợp xảy ra em vẫn chấp nhận được hết. Vợ chồng ly hôn hay là như thế nào đi chăng nữa, em chấp nhận được hết. Thế thì là anh ấy vùng lên, anh ấy bảo là thích ký thì đây ký. Thì em cũng bảo là nếu như mà ở được với nhau mà thấy thoải mái thì chúng ta ở với nhau. Còn nếu như mà thấy mà làm khổ nhau ấy, thì giải thoát cho nhau.
mà em cảm thấy rất thoải mái khi em nói lên được hết tất cả những cái suy nghĩ của em, thì em cảm thấy là ôi rất là thoải mái, giống như kiểu mà từ xưa tới nay em có một cái bọc mà bọc ức uất ức ở trong ấy. Nó đã mình kìm nén là xong rồi mình cho nó ra hết. Và khi mình nói như thế thì nếu như bình thường thì có lẽ anh ấy phải khùng lên nọ kia các kiểu nữa, nhưng mà tự nhiên lúc đấy ông lại thấy sợ mình. Ông lại phải im lặng, ông ấy sợ mình và ông ấy định bỏ đi nhưng mà ông không dám đi. Và rồi ông ấy đóng cửa phòng, ông ấy ngủ một mình và em cũng thấy bình thường. Và tối hôm đấy thì em không có mất ngủ nữa. Như mọi khi nếu như mà anh ấy, ví dụ như đơn giản như này, em lo cho con, anh ấy đi ngủ trước. Em lo cho con xong thì anh ấy lên giường cho anh ngủ trước, thì mình đến lượt mình vào thì trời rét mà mình chỉ cần xoa cái tay của mình ấy, một tí kem cho đỡ bị khô tay, mà xoa nó nhẹ nhẹ này mà anh ấy đã phải bặm mồm bặm miệng, anh vùng dậy anh ấy mắng em rồi. Thì những cái lần đó là em suy nghĩ lắm, em tức, em ức. Nhưng mà khi mà thời gian mình quan sát đủ rồi á, thì em đi sang chỗ khác và em ngủ một cách ngon lành. Và em thấy là lúc đấy thì em lại là em không trách anh ý cơ, mà em lại bảo có thể là anh ý là một cái gì đấy để cho mình trải qua cái bài học này một cách gọi là như là anh ý giúp mình ý, trải qua cái bài học này mà mình phải cần cảm ơn anh ý. Thế là tự nhiên là em chả giận gì cả, em không ức gì cả. Đấy là cái cách mà để cho bạn Liên này, ví dụ như là bạn ấy đang còn trong, bây giờ ví dụ mọi người khuyên thì khuyên thế thôi, nhưng vẫn là theo cái ý thức thôi. Nhưng nếu như mình dám đứng ra mình đối diện với cái nỗi sợ hãi ở trong lòng ấy, là bạn ấy đang nỗi sợ là bạn ấy sợ chồng mà chia tay thì bạn ấy phải một mình nuôi con, hay là bạn ấy vẫn chưa sẵn sàng để mà chấp nhận cái tình cảm của mình bị mất đi, anh ấy phải đi đến với một người khác. Nhưng nếu như mà bạn một lần ngồi im lặng với mình, với bản thân mình thôi, bạn nhìn sâu vào cái nỗi sợ đấy, chấp nhận trường hợp xấu nhất là chồng bạn ấy có thể là bỏ bạn ấy đi để đến với một người khác, thì tự nhiên nhìn sâu vào thì tự nhiên bạn ấy sẽ thấy rằng là thậm chí cái trường hợp như thế xảy ra mình vẫn sống, mình vẫn là mình. Em nhìn thấy được như vậy, em cái cách mà em ngồi như thế, mọi khi là cứ mỗi lần cứ nghĩ đến một cái là mình sẽ thấy được là một cái nỗi lo gợn lên, và mình chỉ nhìn cái nỗi lo đấy là mình né tránh nó đi bởi vì mình chưa đủ lực. Nhưng mà mình cứ mỗi ngày mình quan sát, mình tập trung vào mình đi đã, chưa cần giải quyết là chồng bạn ấy ly dị hay không ly dị, mà mình ly dị bạn hay không, mình không cần tập trung về cái đấy, mà mình tập trung về cái quan sát bên trong mình đã. Mình quan sát mỗi lần cơn lo sợ nổi lên thì mình đứng ngoài nó, mình không đồng hóa với nó mà nhìn nỗi sợ đấy. Nếu chưa đủ lực để vào nỗi sợ thì hãy quan sát tất cả thân thể, tất cả những cái hành động của mình cái đã, mình đang làm cái gì, thì mình tập trung cái đấy đã. Và khi mà mình đủ một thời gian quan sát, nội lực đủ, mình sẽ vào thẳng cái nỗi sợ đấy luôn, thì tất cả nó là ảo ảnh hết, chả có cái gì hết, mình là mình. Trường hợp xấu nhất bỏ nhau thì vẫn là mình. Đó là em thấy như thế. Và tự nhiên em thấy mình giải thoát, mình không còn sợ nữa. Và nếu như khi mà nỗi đau nó vẫn, ví dụ như là mình một lần mình đã giải thoát được rồi, mình nhẹ rồi, nhưng mà hôm sau ví dụ như là nội lực mình đang thấp, mình lại tiếp tục như thế thì mình lại nhìn nhận. Nhưng lúc đấy mức độ sẽ nhẹ dần và dần dần không còn cái nỗi sợ đấy nữa. Chắc chắn là như thế, bởi vì em đã trải qua như vậy rồi. Em đã trải qua như vậy và bây giờ em thấy nhẹ nhàng là tất cả những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra gì đối với mình vẫn vui vẻ chấp nhận được tất cả. Đó là cái cách thức mà chị muốn cho Liên là mình thử làm cái phương pháp như vậy thì xem là em có thay đổi không. Mà khi em đủ đầy rồi á, tự nhiên chồng em đôi khi lại trở về bên em, vui vẻ trở về bên em. Thì lúc đấy đôi khi chính em đầy đủ thì làm cho anh ấy cũng đầy đủ. Bởi vì mình chưa đầy đủ thì bản thân anh ấy ở gần em, anh đang trống rỗng, mà em đang trống rỗng thì không thể kết nối lại với nhau được đâu. Mình phải đầy đủ đã thì họ mới có thể ở bên mình để giúp, là mình giúp cho họ đầy đủ được. Đó là chị nghĩ là như thế. Và đấy, những cái ngày vừa rồi đây chị thấy thoải mái rồi, vì là thực ra là 10 ngày tiêm cái mũi 3 đấy là nó rất là kiệt quệ luôn ấy, không hiểu sao mà mình rất là mệt mỏi. Và mệt mỏi thì mình cũng nhận thấy là khi mình mệt mỏi á thì các cái thứ khác ấy nó thu hút những cái điều xấu nó đến với mình lắm.
khi mà mình mà vui vẻ thì tự nhiên là nó thu hút những cái điều vui vẻ nó đến, nhưng mà khi mình mà buồn bã một cái gì đó thì nó lại thu hút những cái điều đó. Ví dụ như là chị lúc đấy chị mệt mỏi thì chị, khi mà mình mệt mỏi thì đương nhiên năng lượng nó thấp thì mình sẽ có nhiều cái nỗi lo lắng ở trong người. Rồi con chị thi vào cấp 1, thi vào lớp 1, 2 bạn. Trường này cũng khá là khó nên cũng khá là áp lực đối với chị với cả gia đình. Rồi bạn thứ 2 thi vào lớp 6. Và khi mà bạn thứ 2 thi vào lớp 6 thì cũng khá là lo lắng. Thế nhưng mà mình không đặt lo lắng lắm vào bạn ấy thì tự nhiên bạn lại đỗ rất là cao điểm. Đó là mình cứ lo lắng về cái gì thì mình sẽ thu hút cái điều lo lắng ấy đến. Cho nên em hãy tự quan sát. Nếu như cái giai đoạn mình càng bị hụt hẫng nhiều nhất thì lại càng quay vào trong nhiều hơn, nỗ lực quay vào trong để cho mình lấp đầy cái lúc đó thì mọi việc nó sẽ bình thường hóa lại hết, tất cả các cái mối quan hệ nó sẽ cũng bình thường hóa hết. Đặc biệt với mẹ chị thì bây giờ chị thấy ngày xưa mẹ chị chắc ngày xưa cũng thế, mẹ chị ngày xưa chắc cũng rất là trống rỗng và hiện tại có thể bà cũng đang trống rỗng ấy, chưa lấp đầy được đâu. Nhưng vì bà chưa đi theo cái con đường của mình đang làm, cho nên là khi mà mình cho nên là ngày xưa khi mình chưa quan sát thì mình rất nhiều cái mà quá khứ từ của bố mẹ mang lại cho mình nó nhiều tổn thương. Nhưng khi mình quan sát đầy đủ rồi ấy, thì mình chữa lành được rồi ấy, thì tự nhiên là bây giờ kể cả khi bà có như thế nào với mình đi chăng nữa thì mình vẫn thấy nó là rất là bình thường. Và kể cả anh chị nhà mình cũng thế, cũng đang bị kết nối mất kết nối, bị tổn thương những cái quá khứ mà không chưa chữa lành ấy. Thì mình lại là người đứng ra mình lấp vào cái chỗ đấy, mình khuyên nhủ được, mình khuyên nhủ bằng nội lực của mình và bằng tỉnh thức luôn ấy. Đó thì là đấy là cái chia sẻ của em. Biết ơn chị Hạnh. Xấu hổ dạ. Nhưng mà thôi mình đã chị đã tham bằng chị Hạnh mình để thay đổi mình. Dạ. Cảm ơn Hạnh. Cảm ơn chị ạ. Là rất là chân thật và cảm ơn bạn Hạnh. Nó là một cái vấn đề chung ấy, rằng là chúng ta ở trong chúng ta không đầy đủ cho nên là chúng ta mới gặp phải cái những cái vấn đề như vậy, những cái hình thức ở bên ngoài chẳng hạn như tìm đến một người khác hoặc là tìm đến những cái thú vui khác. Chỉ có cái là chứng minh rằng là trong chúng ta nó không đầy đủ mà thôi. Đấy. Và cái cách là chúng ta phải quay lại để chúng ta tự bù đắp cho mình, tự quan sát để mà biết rằng chúng ta thiếu cái gì và chúng ta sẽ làm cái điều đó cho chính mình trước. Đấy. Thì bạn Hạnh đã làm rất đúng cho nên bạn ấy có những cái sự chuyển hóa thực sự. Như cái chương trình mà chuyển hóa cảm xúc ấy, đấy, Hạnh đã bắt đầu chuyển đến cái giai đoạn mà cái mức xúc cảm thấp nhất của bạn là nó giận dữ. Trước đây thì bạn còn không dám giận cơ, bạn bị nén ở vùng những cái vùng nó tự ti rồi nó sợ hãi quá nhiều. Bây giờ khi bạn có những cái cảm xúc cao hơn, chẳng hạn như là biết ơn này, rồi yêu thương này, thì cái vùng cảm xúc thấp nhất của mình đó là sự giận dữ. Thế thì chính xác mình nhận biết được cái điều đấy ở cái chỗ là khi mà mình nổi cái cơn giận đấy lên và mình cho phép nó nổ ra, thì sau đấy cái cảm giác nó giải phóng kích khủng, mình nhẹ bẫng ấy, như là đúng là kiểu như mình được thoát khỏi một cái cục gì đấy ấy. Thì đấy là một cái cơn giận tích cực đấy. Còn mọi người cái cảm nhận cái cơn giận tiêu cực là nó sẽ như thế này này. Cái cơn giận tiêu cực đó là mình tức giận lên xong rồi mình mệt mỏi kinh khủng, 3-4 ngày sau mình vẫn mệt mỏi, mình vẫn cảm thấy rằng là mình bị ảnh hưởng bởi cái cơn giận đấy. Thế thì đó là cơn giận tiêu cực. Nhưng cái cơn giận tích cực nó là một cái sự giải phóng cực kỳ mạnh mẽ. Sau khi giận xong, mình vui vẻ hơn, mình hạnh phúc hơn, mình thực sự là kiểu nói chung là trải qua thì biết rồi ấy. Tức là thấy kiểu đúng như là nó chính mình ấy, cái cục kiểu đấy. Như là chính mình luôn ấy. Đó. Đấy. Mà không có giận họ đâu. Khi mà mình tức giận đấy ấy, mình lại không tức giận họ đâu. Mà nó như là cái mình trở thành một con người của mình ấy. Có nghĩa là từ lâu giờ mình cứ phải nhìn vào mặt của họ vui thì mình mới vui, mặt của họ buồn thì mình cũng không được vui, có nghĩa là như thế. Nhưng mà bây giờ tự nhiên sau cái cơn đấy rồi á thì mình giải phóng mình mà mình thấy rằng là không giận họ nhưng mà bản thân mình cũng rất là thoải mái, cảm thấy đúng là chính mình luôn. Đấy, cái sự chuyển hóa nó sẽ là đều trên tất cả các cái mặt cảm xúc. Đấy, như mình vẫn nói đấy, tức là mình có những cái cảm xúc cao hơn và những cái cảm xúc thấp hơn thì nó được giải phóng một cách triệt để. Tức là nó không phải một lần nó hết đâu, nhưng mà cái sự giải phóng mình nhận biết là một cách rõ ràng. Thì đấy chính là
chính là sự chuyển hóa thực sự. Nó rất là tốt để cho mọi người hiểu được cái ví dụ. Mình không phán xét những cái cơn giận nữa, mình không phán xét những cái nỗi sợ quá nhiều nữa. Mình hiểu rằng đó là một cái quá trình, nó sẽ chuyển như vậy, như vậy, như vậy. Và mình tự tin để mà mình làm, mình quan sát và mình thực hiện tất cả những cái điều này. Đấy, trước đây thì mình không dám làm, bây giờ mình hiểu rồi thì mình hãy cứ làm như thế. Cảm ơn rất nhiều cái chia sẻ thật sự của bạn. Tiện thể thì mình cũng chia sẻ luôn rằng là đúng chính xác là mọi người khi mọi người bị thiếu ấy, thì sự tìm kiếm ở bên ngoài hoặc là những cái mà mọi người định nghĩa là tình yêu ấy, nó một cái tính chất nó hơi tiêu cực. Mình sẽ kể cho mọi người nghe cái câu chuyện ngoại tình của mình khi mà nó đầy đủ thì nó như thế nào. Tức là mình đi làm và kiểu nói chung cuộc sống gia đình thì mọi người cũng biết ấy, sống với nhau lâu thì nó cũng kiểu nhàm chán ấy. Những hai người bạn thì nhiều hơn là kiểu yêu thương, nói yêu thương rồi này nọ thì đôi khi là nó cũng hơi xến. Ra mình đi làm thì cái môi trường nó cũng tiếp xúc với nhiều người. Ra đợt đấy có một anh sếp mới về, kiểu nhìn rất là manly, rồi kiểu profile khủng rồi các thứ. Thế mình bảo đúng, cái anh này đúng là cái kiểu hồi xưa sinh viên là mình vẫn hay thường thầm ngưỡng mộ những cái anh như vậy như vậy. Ra bắt đầu khi mà mình có cái cảm xúc đấy, mình bắt đầu có cái sự đấu tranh rằng là thế mình mà quan tâm đến anh ấy một chút thì có phải là điều gì kinh khủng không nhỉ, chồng mình có thế nọ thế kia không. Thế mình tự cảm thấy là nếu như mình thật sự có cái cảm xúc thuần khiết thì mình không việc gì, mình đó không phải là tội lỗi. Cái tình cảm yêu thương hoặc là yêu mến quý mến người khác một cách thuần khiết ấy, nó không phải là tội lỗi. Và nếu như mình đè nén nó, mình khoác cho nó rằng nó là một cái trách nhiệm và mình xấu xa thì đấy mới là tội lỗi. Thế là mình giải phóng bản thân vô cùng. Mình không cần phải thể hiện gì với anh ấy đâu, bởi vì cái tình yêu mà khi mà mình đầy đủ ấy, nó chỉ ở bên trong mình thôi. Và mình cho phép mình follow anh ấy. Buổi sáng anh ấy đến, mình lắng nghe tiếng bước chân của anh ấy. Mình biết là anh ấy sẽ đi vào đến đây này, anh ấy sẽ nở nụ cười này, anh ấy sẽ chào này. Và mình thấy mọi người vui vẻ với anh ấy, mình cũng thế. Xong mình cũng biết là nếu như mình làm việc này này thì anh ấy sẽ có phản hồi này, mình sẽ nói chuyện với anh ấy. Tức là mình hoàn toàn thả lỏng trong cái mối quan hệ đấy. Và mình biết rằng khi mà mình không phải là tội lỗi. Tức là cái việc mà mình khi mà mình đầy đủ và mình quan tâm đến một người khác thì nó không phải là tội lỗi. Và mình rất là giải phóng trong cái mối quan hệ đấy. Mình không cần phải thể hiện với anh ấy, mình không cần nhắn tin, mình không cần phải gây sự chú ý. Bởi vì mình đâu có cần anh ấy phải đáp lại. Cái tình cảm này là của mình mà, mình đầy đủ mà, mình chỉ đưa nó ra thôi, mình không cần phải đáp lại. Và thế là thế nào ạ? Chỉ sau một thời gian thì khi mà mình tận hưởng hoàn toàn cái tình cảm đấy, cái cảm xúc đấy, mình tự thăng hoa với chính mình, thì nó cũng hết. Hết một cách tự nhiên. Mình thấy anh ấy đi đến, anh ấy chào mọi người, mình chả có thấy rung động gì cả. Mình cũng không suy nghĩ là tại sao mình lại thế nữa. Đấy. Và để cho mọi người thấy được rằng là nếu chúng ta thực sự chỉ khi mà trong chúng ta đầy đủ ấy, thì cái sự yêu thương của chúng ta nó trọn vẹn. Không phải là trọn vẹn cho người khác đâu, mà trọn vẹn cho chính mình ấy. Tình yêu đâu có xấu, tình yêu là thứ tốt đẹp mà. Nhưng mà khi mà chúng ta tìm kiếm nó bằng cái sự thiếu thốn, chúng ta bằng cái sự dằn vặt rồi đau khổ rồi các thứ, thì chúng ta mới thấy nó là tội lỗi. Nhưng mà cái tội lỗi không phải tại tình yêu đâu, mà tại chính chúng ta gán cho nó cái tội lỗi. Đấy. Vẫn chắc quay trở lại câu chuyện thôi, đó là chúng ta phải tự làm cho mình đầy đủ, thì khi đấy cái tình yêu nó vô cùng đẹp, vô cùng là trọn vẹn, và chúng ta sống vui vẻ với nó. Tình yêu tốt mà, tình yêu đẹp mà, có gì đâu. Cái này chỉ để nói thêm để cho mọi người có chút cảm hứng, để mà tự quay lại, để mà tự nhìn nhận mình và tự làm đầy bên trong mình. Thế thì mọi thứ ở bên ngoài có hay không có cái gì đó, hoặc là có những thứ khác biệt, mọi người đều đón nhận và đều cảm thấy đầy đủ. Tất cả nó bên trong mình hết. Chứ còn mình sẽ không cần phải thể hiện ra, mình không cần phải làm việc này với, tức là mình không cần phải có sự tương tác với người ta ấy. Cái tình yêu nó chỉ ở trong mình mà nó chảy ra thế thôi. Và nó rất là đẹp. Hy vọng là đến lúc nào đấy mọi người sẽ cảm nhận được cái điều này. Và tình yêu không phải chỉ là với một người khác giới đâu. Cái tình cảm với người khác giới mình rất dễ nhận biết. Thế nhưng mà cái tình cảm, cái tình yêu thực sự khi mình đã có ấy, thì nó sẽ trào ra với tất cả mọi người. Với cả trẻ em, với cả người già, với cả người thân, với mọi thứ.
đơn giản là ở trong mình nó chảy ra thế thôi. Đấy. Còn việc mà mình quyết định sử dụng nó thế nào, mình follow người ta, mình chăm chút cho người ta như thế nào đấy, thì nó chỉ là một cái sự thể hiện bên ngoài. Đấy. Hy vọng là mọi người sẽ được truyền cảm hứng với cái điều này. Cảm ơn bạn Lan, tuyệt vời quá. Mình cũng cảm thấy rất là nhiều tình yêu mình á. Mình đôi khi mình cảm thấy yêu vợ mình dã man luôn, nhưng mà mình thấy bạn ấy chưa sẵn sàng đón nhận lắm. Hoặc là đón nhận được một phần thôi. Nói đùa vậy chứ đã. Xong rồi thấy yêu ơi là yêu, mà thấy xinh ơi là xinh, thấy đẹp ơi là đẹp, nhưng mà cũng không phải là do bạn ấy hay là một cái gì đó cả. Đấy, thấy con chó con mèo nó cũng rất là đáng yêu chứ không phải. Thì chúng ta cứ quan sát, xong chúng ta đến khi mà chúng ta thấy nhận thấy thực sự rõ ấy, đấy, có những cái trải nghiệm nó tuyệt vời lắm, nó thú vị lắm, nên là hãy cứ tiếp tục tiến lên. Cảm ơn cả nhà. Vâng, cảm ơn cả nhà đã tham gia buổi hôm nay. Thế lịch sắp tới như thế nào anh Sơn ạ? Tại vì em thấy là mọi người có lịch nghỉ Tết, thì không biết chương trình của mình như nào ạ? Hôm nay thì cũng gần, hôm nay là bao nhiêu Tết rồi nhỉ? Hôm nay là 21 à? 21 âm lịch đúng không? Tức là tính là 22 Tết đúng không? Thế nếu mà một tuần một tuần nữa thì là đến 29 rồi à? 29 thì nghỉ thôi đúng không? Cả nhà mình nhờ, tại vì là cái này thì cũng chưa lên lịch, team thì cũng đang có nhiều việc mà cái lịch này chưa lên cụ thể, chưa thông báo cụ thể. Thế vậy thì chúng ta nghỉ tuần tới cả nhà mình nhé. Đấy. Còn chúng ta có thời gian thì cứ cùng nhau chia sẻ ở trên Zalo. Ok. Rồi, tham gia cái này mà sao anh nghỉ buồn thế? Nghỉ tiếp để tham gia cái này mà anh nghỉ thì buồn quá. Còn chia sẻ nhóm thì team sẽ có lịch sau và thông báo vào trong nhóm Zalo mọi người nhé. Đúng rồi, chúng ta có nhóm Zalo mà. Đấy, xong chúng ta sẽ kết nối để có thể là chủ nhật tiếp theo nữa thì sẽ là 29/30/1/2/3/4/5 gì đó đúng không? Nếu mà chúng ta không bận thì chúng ta khai xuân, còn không thì tuần nữa đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Ok, cảm ơn cả nhà rất là nhiều, rất là vui. Rồi, cảm ơn cả nhà. Được. Ngồi đây với mọi người. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn cả nhà. Xin phép em meeting nhá. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn bạn Sơn, cảm ơn An. Cảm ơn những câu chuyện mọi người chia sẻ. Dạ, cảm ơn cả nhà. Em xin phép em meeting. Cảm ơn những bài học mà mọi người. Dạ.